Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 605. Toàn trường ánh mắt của mọi người, hội tụ tại trên thân hồn thiên đế, gặp hồn thiên đế kinh nghiệm hôm qua đại chiến sau, vậy mà khôi phục nguyên khí, mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Hôm qua Diệp Thần cùng hồn thiên đế chiến đấu, có thể nói là kinh động chư thiên, thậm chí kinh động đến tinh không bỉ ngạn. Bất quá, mặc dù hồn thiên đế dựa vào đủ loại cường hãn thủ đoạn, một ngày liền khôi phục nguyên khí, nhưng trong mắt của hắn, đã không có bao nhiêu hết. Thua ở Diệp Thần thủ hạ, hắn đạo tâm chống đỡ lấy không có phá toái, nhưng trong lòng đã có ma chướng, ngày xưa cái kia cỗ thiên đế vô địch, đạo quân vô thượng, uy lâm thiên hạ ánh mắt, đã tắt. Đạo tâm của hắn, ý chí của hắn, đều sinh ra bóng tối. Cái kia bóng tối chính là Diệp Thần. Từ nhìn bề ngoài, hồn thiên đế nguyên khí vô hại, nhưng nội tâm của hắn, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Điểm này, chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhìn ra. Rõ ràng hồn thiên đế là vô thượng đạo quân, nhưng ở chàng mỗi một cái võ giả, nhìn xem hắn, cũng không có sợ hãi cảm giác, thật giống như nhìn thấy một đầu đã mất đi lãnh địa, đã mất đi nanh vuốt, già lọm khọm lão hổ. Thế gian này chân chính mãnh thú, đã không phải là hồn thiên đế, mà là Diệp Thần. Mộ Dung U càng ngày càng cảm giác bất đắc dĩ, liền hồn thiên đế loại này không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp cường giả liên hợp trụ thần Vizanu, đều rơi vào cái giá như thế này. Chính mình thật sự có cơ hội sao? Thôi, hay là trở về một chuyến tinh không bỉ ngạn, đúng sự thật đem ở đây phát sinh hết thảy cáo chi sư tôn, lại từ sư tôn xử lý. Bực này uy hiếp, nhất thiết phải tại còn chưa bước vào tinh không bỉ ngạn liền bóp chết. Bằng không thì vô cùng hậu hoạn. Thời khắc này Mộ Dung U, thời gian vẻn vẹn đi qua mấy hơi thôi, tâm niệm cũng là lần nữa chuyển biến. Bởi vì hình ảnh trước mắt, so sánh quá mức rõ ràng. Tại Diệp Thần hào quang chiếu rọi, hồn thiên đế đã là một mảnh ảm đạm. Diệp Thần ngắm nhìn hồn thiên đế, coi như nhìn thấy hắn nguyên khí khôi phục, nội tâm của hắn cũng không có bao nhiêu đề phòng. Bởi vì, hắn biết rõ, chiến đấu thắng bại, đã phân ra. Coi như bây giờ lại đánh một lần, hồn thiên đế cũng là thua không nghi ngờ, thậm chí sẽ càng chóng chết. Ngày hôm qua quyết chiến, bởi vì có Vizanu che chở, Diệp Thần không thể giết chết hồn thiên đế. Nhưng hôm nay, nếu như quyết chiến lại nổi lên, trên trời dưới đất, không có người có thể bảo vệ được hồn thiên đế, Diệp Thần có tuyệt đối thủ đoạn, có thể đem hắn chém giết. Hồn thiên đế ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thần, biểu lộ hết sức phức tạp, ánh mắt phẫn nộ căm hận bên trong, lại dẫn vô tận thê lương tịch mịch. Hắn còn sống, nhưng, hắn đã thua. Phản thiên đại điển kết thúc, dựa theo quy định, thu thập đại đạo hoa nhiều nhất ba người, chính là phản thiên ba vị thiên mệnh truyền nhân, có thể kế thừa phản thiên quyền hành. Bây giờ, đem các ngươi thu thập được đại đạo hoa, toàn bộ lấy ra đi. Cổ Phạm Quốc quốc sư, Phạm Cô Hồng dừng một chút quải trượng, nói. Đám người liền nhao nhao lấy ra đại đạo hoa, Diệp Thần tay một tấm, mấy trăm đóa đại đạo hoa hiện ra mà ra, trước người lơ lửng, lóe ra quang huy rực rỡ. Này 10 ngày thời gian, hắn cũng không có tận lực đi thu thập đại đạo hoa, nhưng tùy tiện thu thập được, số lượng đã đầy đủ nhiều, là toàn trường đệ nhất. Hồn Thiên Đế cũng lấy ra đại đạo hoa, số lượng so Diệp Thần ít một chút, xếp tại thứ hai. Hồng Quân lão tổ đã chết, Ma Phi Thiên bị Diệp Thần đánh lui, xấu thần bị trấn áp đến trong địa ngục, trận này phản thiên đại điển, kết cục sau cùng, lại là Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế, chiếm giữ hai người đứng đầu. Cái này tên thứ ba, không phải Hồng Quân lão tổ, Ma Phi Thiên, xấu thần ba người, thực sự ra đại bộ phận người dự thi dự kiến, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Hồng Quân lão tổ ba người, như thế đỉnh cấp kinh thế cao thủ, thế mà toàn bộ bị Diệp Thần thu thập. Cổ Phạm Quốc các trưởng lão, kiểm kê tất cả người dự thi đại đạo hoa, tiếp đó hồi báo quốc sư. Quốc sư Phạm Cô Hồng gật gật đầu, cao giọng tuyên bố. Ta tuyên bố, lần này phản thiên đại điển, tên thứ nhất là Luân Hồi Chi Chủ Diệp Thần. Tên thứ hai là Hồn Thiên Đế. Tên thứ ba là ta Cổ Phạm Quốc Đại Hoàng Tử Tiêu Vân Phi. Nghe được kết quả này, toàn trường rối loạn tưng bừng. Cổ Phạm Quốc Nhị Hoàng Tử Tiêu Hàn Tinh, sớm bị Diệp Thần giết chết. Đại Hoàng Tử Tiêu Vân Phi, lần này cũng tham gia phản thiên đại điển, lại nhặt nhạnh chỗ tốt một dạng lấy được tên thứ ba. Hồng Quân lão tổ, Ma Phi Thiên, xấu thần ba vị đỉnh cấp cường giả, đều bị Diệp Thần thu thập, Đại Hoàng Tử Tiêu Vân Phi thành công nhặt nhạnh chỗ tốt, lại cầm tới tên thứ ba, xếp tại Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế đằng sau. Đại Hoàng Tử Tiêu Vân Phi một mặt hưng phấn, hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Quốc sư Phạm Cô Hồng ánh mắt, tại Diệp Thần, Hồn Thiên Đế, Tiêu Vân Phi ba người trên thân đảo qua, mỉm cười nói.
chúc mừng ba vị thắng được, các ngươi chính là Phản Thiên Thiên Mệnh truyền nhân, mặt khác căn cứ xếp hạng cao thấp, còn có thể thu được ta Cổ Phạm Quốc chú tâm chuẩn bị lễ vật, chính là một chút đỉnh cấp đan dược, đối với tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế nghe xong, cũng là gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ không dứt khoát. Lấy cảnh giới của bọn hắn, không không lúc nào giữa không trung, đã không có gì đan dược, có thể tăng thêm tu vi. Quốc sư Phạm Cô Hồng vỗ tay một cái, có thị nữ tất cả nâng hộp gấm mà ra, trong hộp chính là đặc thù phần thưởng. Diệp Thần thu, tiện tay ném vào Luân Hồi Thiên Quốc, ban cho các tín đồ. Hồn Thiên Đế cũng là tiện tay nhận lấy, những thứ này ngoài định mức phần thưởng, đối với hắn và Diệp Thần căn bản vô dụng. Hai người quan tâm, chỉ có Phản Thiên quyền hành. Ngược lại là Tiêu Vân Phi phải đến hộp gấm, một bộ dáng hưng phấn, trực tiếp quỳ xuống dập đầu bái tạ quốc sư. Quốc sư Phạm Cô Hồng mỉm cười, nói tốt, ba vị mời theo ta tiến vào Phản Thiên mộng cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai tay của hắn xé ra, xé rách ra một đầu không gian thông đạo, chính mình dẫn đầu đi vào trước. Tuân mệnh, Tiêu Vân Phi cung kính ứng thanh, cũng tiến vào trong không gian thông đạo. Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế nhìn nhau, Diệp Thần trước tiên bước vào thông đạo, Hồn Thiên Đế cuối cùng tiến vào. Diệp Thần đi ở phía trước, phía sau lưng kẽ hở mở rộng, nhưng nhìn xem Diệp Thần không có chút nào phòng thủ phía sau lưng, Hồn Thiên Đế lại hoàn toàn không có công kích ý niệm. Hắn biết, coi như Diệp Thần bại lộ sơ hở đi ra, hắn cũng không có thực lực cầm xuống. Hắn mặc dù còn sống, nhưng hôm qua hắn đã chiến bại. Hôm nay tái chiến, chỉ có thể bị chết thảm hại hơn. Hồn Thiên Đế, hôm nay còn đánh nữa không? Diệp Thần quay đầu nhìn xem Hồn Thiên Đế, bình tĩnh nói. Hồn Thiên Đế ra mặt co rút một cái, nói, người đã thắng, luân hồi chi chủ, giữa chúng ta, không cần thiết lại đánh. Diệp Thần nở nụ cười, nói, vậy ngươi chính là nhận thua. Đó thuộc về ngươi Phản Thiên quyền hành, ngươi cũng không thể mang đi. Ta muốn. Hồn Thiên Đế con mắt lập tức trừng lớn, lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, nói, đừng khinh người quá đáng. Ta mặc dù không phải địch thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt đồ vật gì, cũng không phải chuyện dễ. Hắn đích thật là chiến bại, nhưng không có nghĩa là hắn là dê con đợi làm thịt, hắn dù sao cũng là vô thượng đạo quân, nếu là liều mạng, coi như đánh không lại Diệp Thần, cũng có thể đem Diệp Thần cắn xuống một miếng thịt. Diệp Thần đương nhiên biết điểm này, nghĩ triệt để giết chết Hồn Thiên Đế, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng hắn cũng không khả năng tùy ý Hồn Thiên Đế, mang đi một phần Phản Thiên quyền hành. Trong lòng Diệp Thần đã có quyết đoán, coi như trả giá một chút, hôm nay cũng nhất thiết phải đem Hồn Thiên Đế chém giết, chính là Cổ Phạm Quốc bên này, không tốt lắm xử lý. Quốc sư Phạm Cô Hồng, đoán chừng sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp Thần làm ẩu. Quốc sư ở phía trước dẫn đường, Tiêu Vân Phi, Diệp Thần, Hồn Thiên Đế ba người, theo thứ tự theo ở phía sau. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Thần nhìn thấy Phản Thiên Thánh địa cảnh vật lướt qua, sau đó là Thiên Vực Tinh không cảnh vật lướt qua. Cuối cùng trước mắt xuất hiện sáng thế chi thụ hùng vĩ cái bóng. Thì ra cái này không gian thông đạo, thông hướng sáng thế chi thụ nội bộ. Mà ngoại giới, có ít người biết rõ không có cơ duyên, liền chuẩn bị rời đi. Còn có một vài người muốn lưu lại xem ba người kia luyện hóa Phản Thiên quyền hành sẽ thay đổi như thế nào cường đại. Luân hồi chi chủ cùng Hồn Thiên Đế bọn hắn tự nhiên không trông cậy vào. Nhưng mà Tiêu Vân Phi lại là cùng bọn hắn ở gần nhất. Cũng không biết Tiêu Vân Phi loại thực lực này có thể hay không chịu đựng lấy trụ thần 1/3 quyền hành sức mạnh. Có thể hay không bạo thể mà chết, hoặc linh hồn không còn. Mà trong đám người, có một đạo thân ảnh lại hoàn toàn khác biệt. Hắn móc ra một phần lưu ly 7 màu ngọc giản, không biết tại khắc họa lấy cái gì, vô số quang ảnh cùng chữ viết tràn vào trong đó, ghi chép không không lúc nào trống không hết thảy kiến thức. Người này chính là Mộ Dung U. Hoàn thành ngọc giản, Mộ Dung U tâm tình phức tạp. Một khi chính mình trở lại tinh không bỉ ngạn, đem ngọc giản trình lên, cái kia chú định không được chia luân hồi chi chủ một chút đồ vật. Hắn biết luân hồi chi chủ trên người có rất nhiều nghịch thiên cơ duyên và át chủ bài, bây giờ lại nhiều một đạo Phản Thiên quyền hành. Nếu là những thứ này bên trong, mình có thể nhận được gần một nửa, có lẽ con đường tu luyện của hắn sau này cũng biết dễ dàng nhiều, thậm chí có thể sớm đạt đến sư tôn thành tựu. Kỳ thực lần này Phản Thiên đại điển, hắn hoàn toàn có năng lực nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Vân Phi Phản Thiên quyền hành hẳn là thuộc về mình mới đúng. Nhưng hắn từ bỏ, một phương diện không muốn chính mình quá nhiều tại trước mặt Diệp Thần bại lộ, thứ hai phương diện, chính là hắn phương pháp tu luyện cùng trụ thần quyền chui kỳ thực là bài xích. Thôi, chờ đại điển kết thúc, cùng luân hồi chi chủ gặp lại một mặt liền trở về tinh không bỉ ngạn a. Chỉ có cùng hắn nhân quả nhiễm nhiều một ít,
pháp trận kia mới có công hiệu. Luân hồi chi chủ, ngày khác ngươi mà chết tại trong tay sư tôn, cũng không nên trách ta. Sáng thế chi thụ nội bộ. Bước vào nội bộ không gian, Diệp Thần lại cảm giác tựa như tiến vào trong một cái khoảng không pha, chung quanh không thấy thiên, không kiến giải, chỉ có thâm thúy hỗn độn hư không, nhưng chân đạp ở trong hư không, lại sẽ không rơi xuống, như mộng như ảo. Dần dần, Diệp Thần trước mắt gặp được quang, thấy được một cái kim quang xen lẫn mà thành thế giới, tráng lệ, vàng son lộng lẫy cung điện hiện ra ở trước mắt, vô số tiên nữ thần tử quỳ trên mặt đất, thấp giọng thút thít. Địa phương này, Diệp Thần trước kia đã tới, chính là phản thiên mộng cảnh thế giới. Chỉ thấy cung điện đối với ra quảng trường, một cái nam tử ngồi xếp bằng, trên thân thiêu đốt lên màu vàng đế hỏa, càng là tự thiêu, trong miệng phát ra lẩm bẩm ngâm sướng tiếng nói nhỏ. Cẩn thận nghe qua, cái kia tiếng ngâm sướng nói. Quang minh thánh hỏa, đốt ta thân thể tàn phế, thân ta tịch diệt, củi viêm vĩnh truyền. Nam tử chính là phản thiên lão tổ, hắn tại tự thiêu, đốt cháy huyết nhục của mình, tinh thần, linh hồn, đây không phải đơn giản thiêu đốt, là một loại đúc nóng, đem tự thân toàn bộ hết thảy, dung luyện áp xúc thành tinh hoa, như khoáng thạch nung khô thành tinh sắt. Nhìn thấy phản thiên tại tự thiêu, Diệp Thần, Hồn Thiên Đế, Tiêu Vân Phi ba người, đều là một hồi chấn động. Quốc sư Phạm Cô Hồng ngược lại là bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ sớm đã có đoán trước, nhìn về phía ba người, trịnh trọng nói. Phản thiên lão tổ quyền hành, 10 phần trầm trọng, chính các ngươi suy nghĩ một chút, có hay không năng lực này kế thừa, quyền hành bên trong ẩn chứa phần thiên đại kiếp, các ngươi nếu như không có tiếp nhận đại kiếp chuẩn bị, vậy bây giờ còn có thể ra khỏi, ta sẽ mặt khác chọn lựa thiên mệnh người. Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế đều lắc đầu, đến lúc này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng thối lui ra khỏi, cho dù phản thiên quyền hành sau lưng, ẩn chứa ngập trời đại kiếp, bọn hắn cũng nhất thiết phải ăn. Ách, Tiêu Vân Phi có chút chần chờ, dường như đang do dự, muốn nói lại thôi. Theo phản thiên tự thiêu, hắn mộng cảnh thế giới đang sụp đổ, vàng son lộng lẫy cung điện dần dần sụp đổ thành phế tích bụi đất, trong mộng rất nhiều mỹ nữ ca cơ, nhao nhao hóa thành bạch cốt, rượu ngon tiết ra trở thành rãnh nước bẩn. Luân hồi chi chủ, ta cháy hết, mau ăn đi ta, bằng không, mộng cảnh muốn triệt để phá toái. Khổ cực ngươi, khi ta kẻ chết thay, ta thật xin lỗi, ta đã không tâm lực đi tiếp nữa, hy vọng ngươi cuối cùng cũng có một ngày, có thể kết thúc thế gian này hắc ám. Còn có, nếu như ngươi đi tinh không bỉ ngạn, nhất định muốn cẩn thận. Phản thiên âm thanh, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Đây là thanh âm sau cùng của hắn. Cẩn thận cái gì, Diệp Thần cũng nghe không rõ. Nhưng từ lên trong lời nói đến xem, tất nhiên là nguy hiểm to lớn. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy tinh không bị ngạn thế cục, lại so với không không lúc nào khoảng không càng thêm khẩn trương. Phản thiên triệt để tự thiêu đốt hết, nhục thân tiêu thất, có ba viên kim sắc xá lợi tử, rớt xuống. Hoặc nói đúng ra, hắn nhục thân không có tiêu thất, chỉ là đốt cháy dung luyện áp xúc trở thành ba viên xá lợi tử. Cái này ba viên xá lợi tử, liền ẩn chứa phản thiên quyền hành. Ầm ầm. Chung quanh mộng cảnh triệt để phá toái sụp đổ, thậm chí bể tan tành dấu hiệu, như gợn sóng cấp tốc ra bên ngoài phóng xạ, giống như muốn dẫn động toàn bộ thế giới, đều cùng một chỗ sụp đổ. Thế giới này, vốn chính là từ phản thiên trong mộng cảnh đản sinh, nếu như phản thiên đạo thống phá diệt, thế giới liền sẽ phá diệt. Mặc dù, bởi vì có rất nhiều trụ thần, tại phản thiên thế giới lưu lại vết tích, thế giới này, đã không còn là phản thiên độc hữu, coi như hắn đạo thống tan vỡ, thế giới sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ít ra cũng biết hủy diệt hơn phân nửa, vẫn là có thể xưng tận thế tai họa. Nhanh! Các ngươi tất cả lấy một khỏa xá lợi tử, nhanh kế thừa phản thiên lão tổ đạo thống. Bằng không, phản thiên đạo thống phá diệt, tận thế nhất định sắp giáng lâm. Quốc sư Phạm Cô Hồng lớn tiếng thúc giục nói. Diệp Thần bàn tay một chảo, vội vàng bắt được một khỏa xá lợi tử, Hồn Thiên Đế cũng ra tay bắt được một khỏa. Cầm tới xá lợi tử sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Cái này xá lợi tử như lửa than đồng dạng, bỏng đến hắn lòng bàn tay đỏ bừng, sau đó cả viên xá lợi tử, trực tiếp nóng chảy vào trong lòng bàn tay của hắn đi. Oanh! Xá lợi tử một dung nhập, Diệp Thần lập tức cảm giác một cỗ dư thừa năng lượng, giống như rời sông lấp biển, điên cuồng tại trong hắn toàn thân mạnh mẽ đâm tới. Tu vi của hắn, một chút liền từ thiên đế cảnh tầng 4 trung giai, liên phá hai bước, đạt đến tình cảnh tầng 4 đỉnh phong, thậm chí càng đi lên đột tiến. Diệp Thần sầm mặt lại. Cũng sợ tự thân đạo pháp căn cơ, lọt vào xung kích, lập tức vận chuyển luân hồi pháp, một cái luân hồi bàn ở đan điền hiện lên, đem xá lợi tử bạo hướng tàn phá bừa bãi năng lượng, tạm thời áp chế xuống. Ong ong, Diệp Thần trong đầu, lại có vô tận bí pháp hiện lên,
hắn lấy được Phản Thiên ba viên xá lợi tử một trong, hấp thu xá lợi tử bộ phận linh khí, đã kế thừa Phản Thiên bộ phận quyền hành. Phản Thiên quyền hành, hạch tâm áo nghĩa, chính là sáng tạo hai chữ. Tạo hóa, sáng thế, tân sinh, thiết lập trước nay chưa có đồ vật, đây chính là sáng tạo. Diệp Thần trong đầu, vô tận sáng tạo bí pháp hiện lên, từng trang sách cùng sáng tạo pháp tắc tương quan pháp môn, không ngừng thiểm lược mà qua. Sáng thế thần đạo kỷ, tạo hóa thiên thư, tạo thiên đại pháp, huy ngày càng lớn pháp, chúng tinh vô cực pháp, minh nguyệt thiên thư, ngũ hành thiên diễn thuật, bát quái định thiên trận, sơn hà xã tắc đồ, bên trên quyết phủ vân kiếm, phía dưới quyết địa kỷ kiếm. Đếm không hết sáng tạo pháp môn, không ngừng lướt qua, mỗi một thiên pháp môn, đều đủ để cho người ta nghiên cứu vạn cổ. Diệp Thần ngộ tính thiên phú rất tốt, lại có rất nhiều trụ thần pháp nội tình, Phản Thiên đạo thống bên trong sáng tạo chi pháp, đủ loại huyền diệu thần thông, hắn chỉ liếc nhìn một mắt, liền toàn bộ lĩnh ngộ. Hồn Thiên Đế cũng bắt được một khỏa xá lợi tử, hắn dung hợp xá lợi tử bộ phận năng lượng, cũng nhìn thấy không ít Phản Thiên sáng thế công pháp. Hắn thật sâu nhíu mày, ngộ tính thiên phú của hắn, nhưng còn kém rất xa Diệp Thần một mắt liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt đồ vật, hắn có thể cần trên vạn năm, trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, mới có thể nhập môn. Hơn nữa, hắn có hắn đạo, cùng sáng thế chi đạo tương xung, muốn hòa giải tu luyện, lại đại không dễ. Diệp Thần thì lại khác, luân hồi pháp đúc nóng vạn đạo, cái gì đạo pháp có thể dung nhập luân hồi bàn bên trong đi, lại thêm hắn còn nắm giữ lấy hỗ tự quyết diệu pháp, không cần lo lắng cái gì bài xích vấn đề. Hô! Hồn Thiên Đế khẽ nhả một hơi, mặc dù Phản Thiên xá lợi tử bên trong ẩn chứa đạo pháp, hắn khó mà học được, nhưng xá lợi tử bản thân ẩn chứa bàng bạc năng lượng, lại là để cho hắn được ích lợi không nhỏ, dung hợp xá lợi tử, hắn như ăn một cái đồ đại bổ. Cùng Diệp Thần khác biệt, Diệp Thần tu vi chỉ là Thiên Đế cảnh tầng 4, hắn coi như kế thừa Phản Thiên quyền hành, dung hợp xá lợi tử, trong thời gian ngắn, cũng không khả năng nuốt vào bao nhiêu linh khí năng lượng. Nhưng Hồn Thiên Đế là vô thượng đạo quân, hắn cái này vật chứa, so Diệp Thần lớn, có thể chứa phía dưới càng nhiều nước hơn, xá lợi tử bên trong năng lượng linh khí, hắn cũng có thể trong nháy mắt đại hấp thu. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Hồn Thiên Đế hấp thu xá lợi tử đại bộ phận năng lượng, toàn thân liền phóng ra rực rỡ thần quang, lại có nhật nguyệt pháp tắc khí thế. Trong nháy mắt này, hắn tu vi vậy mà vượt qua vô thượng đạo quân, ngày xưa nguyệt cảnh leo lên. Nhưng, tại thiên đạo pháp tắc hạn chế phía dưới, hắn đồng thời không thể chân chính bước vào nhật nguyệt cảnh, cuối cùng tu vi dừng lại ở nửa bước nhật nguyệt cảnh. Nửa bước nhật nguyệt cảnh, đây đã là kinh thế hãi tục tu vi. Diệp Thần nhìn thấy Hồn Thiên Đế toát ra nhật nguyệt thần quang, cũng là lấy làm kinh hãi, cảnh giác đề phòng. Nửa bước nhật nguyệt cảnh Hồn Thiên Đế, tuyệt đối khó đối phó. Mà tại Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế, có thu hoạch riêng thời điểm, Tiêu Vân Phi cũng không dám đi đón cái kia một viên cuối cùng xá lợi tử. Vân Phi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không dám kế thừa Phản Thiên lão tổ quyền hành sao? Cái này xá lợi tử, ngươi lại không chấp trưởng, rơi vào trong bụi đất, nhiễm phàm trần tục khí. Xá lợi rơi vào vực sâu, người có thể đảm nhận xứng đáng tội lỗi. Quốc sư Phạm Cô Hồng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Phi, hơi có chút nghiêm khắc nói. Tiêu Vân Phi vội vàng quỳ xuống nói, quốc sư đại nhân, ta tu vi yếu ớt, không dám truyền thừa Phản Thiên lão tổ quyền hành, còn xin ngươi thay chấp trường. Quốc sư Phạm Cô Hồng bất động thanh sắc, hỏi, ngươi muốn đem Phản Thiên quyền hành, nhường cho ta chấp trường sao? Tiêu Vân Phi hai con ngươi có chút biến hóa, nhưng lại vô cùng kiên định, nói chính là. Quốc sư Phạm Cô Hồng đạo, ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải hay không muốn cho nhường cho ta chấp trưởng? Thanh âm hắn mang theo điểm xé rách chấn động ý vị, giống như vặn vẹo nhiễu sóng ma âm. Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế nghe xong, lập tức cảm giác có chút không đúng. Tiêu Vân Phi nói, thỉnh quốc sư chấp trưởng đại quyền. Quốc sư Phạm Cô Hồng đạo, người hướng thái sơ thề, thật muốn đem Phản Thiên đại quyền nhường cho ta. Tiêu Vân Phi cử chỉ phát thệ nói, thiên đạo tại thượng, nhật nguyệt chứng giám. Vân Phi tu vi yếu ớt, không dám kế thừa đại thống, hy vọng quốc sư đại nhân lấy thương sinh vi niệm, chấp trưởng Phản Thiên đại quyền, giữ gìn càn khôn an bình. Lúc này Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế, đã tất cả kế thừa một phần đại quyền, nhưng còn có cuối cùng một phần quyền hành, không người truyền thừa. Phản Thiên đạo thống, cùng thế giới sinh diệt quan hệ, tương tự với nhân quả luật, nếu như Phản Thiên đạo thống tan vỡ, thế giới liền sẽ diệt vong. Lúc này Phản Thiên đạo thống, có một phần không người kế thừa. Không lúc nào chỉ có không thiếu chỗ, lập tức truyền đến kịch liệt dung chuyển. Quốc sư Phạm Cô Hồng gật đầu nói, rất tốt, Vân Phi, ta liền thay ngươi chấp trưởng đại thống, cái này là lấy thương sinh vi niệm, đại đạo tại thượng, cũng không phải là ta đi quá giới hạn.
Hắn hướng lên trời chắp tay, tỏ rõ nguyên nhân, giống như chỉ sợ thượng thiên sẽ hàng phạt. Sau đó, tại xác định không có thiên phạt buông xuống sau, quốc sư mới đưa tay đi lấy Xá Lợi Tử. Chậm! Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, thiên đế kiếm vung lên, một đạo kiếm quang như thất luyện, chặn lại quốc sư bàn tay, lạnh lùng nói. Cuối cùng này một phần đại quyền, nếu như đại hoàng tử không cần, cái kia cũng hẳn là ta hoặc hồn thiên đế kế thừa. Quốc sư, cái này tựa hồ luận không đến ngươi. Hồn thiên đế nói, đúng là như thế. Luân hồi chi chủ, cuối cùng này một khỏa Xá Lợi Tử, chúng ta lại chia cắt hai nửa, đồng thời chia ả chính là. Nói đi, hắn tự tay đi bắt Xá Lợi Tử. Hắn cùng Diệp Thần vốn là kẻ thù sống còn, nhưng lúc này đối mặt quốc sư, lại đoàn kết lại. Hai người đều là người thông minh, ân oán cửu hận trước tiên có thể để một bên, lợi ích trọng yếu nhất. Quốc sư phạm cô hồng đạo, đây là đại hoàng tử nhường cho ta đại quyền, thiên địa nhật nguyệt chứng giám, các ngươi đã có đại quyền nơi tay, hà tất lại đến cướp đoạt. Nói đi, quốc sư bàn tay răng rắc một hồi vặn vẹo, lấy không thể tưởng tượng nổi xảo trá phương thức cùng góc độ, bàn tay chợt dài ra, vặn vẹo xuyên thấu không gian, lại cướp tại trước mặt hồn thiên đế, bắt được Xá Lợi Tử. Hắn một chảo đến Xá Lợi Tử, cái kia Xá Lợi Tử một tiếng xào sạc, liền từ lòng bàn tay của hắn, dung nhập trong thân thể của hắn. P.S. Ngượng ngùng, chương tiết trình tự có chút ít vấn đề, bây giờ tài giải quyết, ngày mai bắt đầu, sẽ đem mỗi ngày tất cả đổi mới thống nhất đặt ở trong một chương A dạng này sẽ không ra sai, cũng dễ cho mọi người đọc. Diệp Thần cùng hồn thiên đế đều là một hồi kinh ngạc, quốc sư lại từ hai người ngay dưới mắt, cướp đi Xá Lợi Tử, cái kia quỷ bí xảo trá thủ pháp, liền hai người đều chặn lại không được. Hai vị, Phạn Thiên lão tổ đại quyền, đều có định số, ta liền cáo từ, các ngươi có cái gì ân oán, đều có thể tự động giải quyết. Quốc sư Phạm Cô Hồng âm hiểm cười một chút, hướng Diệp Thần cùng hồn thiên đế chắp tay một cái, sau đó kéo lấy Tiêu Vân Phi, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Hắn tựa hồ không dám dừng lại, sợ sinh biến. Diệp Thần muốn đuổi theo, nhưng phát hiện không gian chung quanh, sinh ra cực kỳ quỷ dị nhiễu sóng, hắn đuổi theo ra ngoài, cước bộ sẽ trở lại tại chỗ. Hồn thiên đế cũng phát hiện điểm này, lạnh nhạt nở nụ cười, nói cái này nhiễu sóng lão tổ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút ra hỏa này, nói không chừng lúc nào tại trên tay hắn lật thuyền trong mương. Nghe nói như thế, Diệp Thần sầm mặt lại, nếu như hắn thi triển một chút thủ đoạn, cưỡng ép muốn truy đuổi mà nói, đương nhiên cũng có thể đuổi kịp quốc sư, nhưng muốn từ quốc sư trong tay cướp đoạt một phần kia Phản Thiên quyền hành, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Dù sao nhiễu sóng lão tổ, liền ký sinh tại quốc sư trên thân. Điểm này, hồn thiên đế cũng đã nhìn ra. Luân hồi chi chủ, số trời có định, không nghĩ tới cuối cùng, ta cũng chỉ có thể nhận được một phần Phản Thiên quyền hành. Thôi, ta mệnh nên như thế, cáo từ. Hồn thiên đế nhếch nhếch miệng, mặc dù kết quả cuối cùng, hoàn toàn không bằng hắn bản nguyện, nhưng ít ra cũng cầm tới một phần đại quyền. Hắn không tính lớn bại thua thiệt, coi như có chút thu hoạch, lại thêm vi giờ nu tồn tại, hắn về sau còn có chút cơ hội lật bàn. Ngươi liền nghĩ đi như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem hồn thiên đế đạo. Như thế nào, ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được ta sao? Hồn thiên đế khinh thường nở nụ cười, hắn hiện tại, tu vi đã vượt qua vô thượng đạo quân, đạt đến nửa bước nhật nguyệt cảnh, mặc dù không phải chân chính nhật nguyệt cảnh, nhưng đã nắm giữ một chút siêu việt thế này thần thông. Hắn muốn chém giết Diệp Thần, có thể không dễ dàng như vậy, thậm chí còn có thể trọng thương. Nhưng hắn nếu muốn rời đi, Diệp Thần tất nhiên ngăn không được. Xoát! Hồn thiên đế thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo nhật nguyệt thần quang, hướng bay ra ngoài, muốn chạy trốn chi yêu yêu. Đây là nhật nguyệt thân pháp, là nhật nguyệt cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, bây giờ hồn thiên đế cũng nắm giữ, trực tiếp biến thành một tia quang. Diệp Thần ánh mắt nặng nhiên. Lập tức cũng thi triển nhật nguyệt thân pháp đuổi kịp đi. Quốc sư chạy không quan trọng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Diệp Thần còn có thể chậm rãi muộn thu nợ nần. Nhưng nếu là hồn thiên đế chạy, thả hổ về rừng, cái kia hỏng bét vô cùng. Hồn thiên đế người này, tâm ngoan thủ lạt, liền sơn môn cũng không tiếc từ bỏ, ức vạn thần dân tín đồ đều không cần, Diệp Thần cũng không thể để hắn chạy trốn, bằng không vô cùng hậu hoạn. Nhất định muốn chém giết hắn, để linh hồn của hắn rơi vào vực sâu. Diệp Thần chỉ có ý nghĩ này. Hai người một đuổi một chạy, rất mau ra sáng thế chi thụ, trở lại thiên vực trong tinh không. Lúc này Phản Thiên ba đạo quyền hành, đều có thuộc về, thiên địa lay động khôi phục lại bình tĩnh, tinh không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai đạo ánh sáng đang lao vùn vụt, là Diệp Thần cùng hồn thiên đế quang. Phía dưới rất nhiều đám võ giả, nhìn thấy cái này hai đạo ánh sáng,
đều là một hồi kinh ngạc cùng say mê, đó là chí cao vô thượng quang, là bọn hắn vĩnh hằng không cách nào chạm đến vĩ đại tồn tại. Diệp Thần có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới hồn thiên đế chạy nhanh như vậy, cái sau tấn thăng đến nửa bước nhật nguyệt cảnh sau, tu vi không nói có cái gì để thăng, nhưng thân pháp lại là nghịch thiên lột xác, có thể biến thành quang, chạy trốn bản lãnh lớn lớn để thăng. Nhiễu sóng tiếp xúc. Bất quá, Diệp Thần cũng không hoảng, rất nhanh chấn định lại, hắn có đủ loại thủ đoạn, tự tin có thể lưu lại hồn thiên đế. Diệp Thần thân hình dừng lại, thì triển ra nhiễu sóng thiên thư bên trong ghi lại nhiễu sóng thần thông, một giọt máu từ trên người rơi xuống, dung nhập trong không gian, một màn kinh khủng liền xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Thần huyết, càng là trong nháy mắt vặn vẹo nhiễu sóng, tạo ra ra từng cái quỷ dị loạn vũ xúc tu. Những thứ này xúc tu xoát xoát bay về phía hồn thiên đế, máu tươi nhuộm dần không gian, cực tốc lan tràn, thậm chí ngay cả hồn thiên đế phía trước không gian, đều sinh ra đáng sợ xúc tu, từ bốn phương tám hướng hướng hắn quấn quanh mà đến. Phương pháp này mặc dù không phải chính phái, nhưng tình huống như thế phía dưới, có lẽ có kỳ hiệu. Cái gì? Hồn thiên đế sắc mặt lập tức đại biến, hắn đã biến thành quang, liền Diệp Thần câu chi mảnh vụn, đều khó mà bắt hắn, nhưng lần này từng cái hình quái dị xúc tu, trên trời dưới đất bao phủ xuống, hắn lại là không thể trốn đi đâu được. Nuốt hồn tà đạo trương, mở. Hồn thiên đế quát khẽ một tiếng, lập tức bộc phát ra nuốt hồn tà đạo trương, đây là hắn tự nghĩ ra công pháp, tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là hắn tâm huyết chi tác. Nuốt hồn tà đạo trương thứ nhất ra, một bản hắc ám cổ lão điển tịch, lập tức từ hồn thiên đế trước người hiện lên, điển tịch vừa mở ra, vô tận thôn phệ, sụp đổ, hủ hóa các loại khí tức tà ác, chính là bạo dũng mà ra, đem Diệp Thần biến hóa ra tới xúc tu, từng mảng lớn chôn vùi đi. Dừng ở đây rồi, hồn thiên đế. Diệp Thần nhìn thấy từng mảng lớn xúc tu chôn vùi, lại cũng không hoảng, bởi vì lần này nhiễu sóng tiếp xúc, hắn đã để hồn thiên đế thân hình, đình trệ xuống. Hoa lạp. Diệp Thần sau lưng, một cái luân hồi bàn nổi lên, từng sợi kinh khủng táng hồn ba động, cũng là đi theo điên cuồng tràn ngập nở rộ. Đây là táng hồn luân hồi pháp, luân hồi mộ táng công tầng thứ tư. Cái này táng hồn luân hồi pháp, Diệp Thần phía trước chỉ có thể thông qua mộng cảnh thi triển, chính mình tu vi không đủ phóng thích. Nhưng bây giờ, hắn kế thừa một phần phản thiên quyền hành, thực lực lại tăng thêm một bước, đã có thể phóng xuất ra táng hồn pháp. Táng hồn luân hồi bàn xuất hiện, thần cùng ma tia sáng nở rộ mà ra, hồn thiên đế khí thế, bỗng chốc bị khóa chặt. Ngô! Hồn thiên đế kêu lên một tiếng, thoáng chốc liền cảm giác khí tức trệ tắc nghẽn, linh hồn và khí thế đã bị Diệp Thần luân hồi bàn, gắt gao khóa chặt, coi như hắn biến thành quang, cũng không cách nào đào thoát. Diệp Thần đem đế rơi vũ trụ, cũng đúc nóng đến luân hồi bàn bên trong, còn có hắn ma ngục mệnh tinh, cũng ở đây cái táng hồn luân hồi bàn hạch tâm, nở rộ ma quang. Một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng truyền ra, muốn đem hồn thiên đế lôi kéo thôn phệ vào luân hồi bàn bên trong, chôn đến trong địa ngục đi. Hồn thiên đế cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, không ngừng truyền đến, sắc mặt hắn đột biến, trên thân phóng xuất ra Vizanu thủ hộ chi quang, gắt gao cùng Diệp Thần luân hồi chi quang đối kháng. Ngươi muốn cắn nuốt ta? Muốn đem ta đánh vào địa ngục? Hồn thiên đế âm thanh âm trầm, quyết tử ma nhãn mở ra, chung quanh tất cả nhiễu sóng xúc tu, toàn bộ chết, nhưng ánh mắt của hắn hắc ám cùng khí tức tử vong, không cách nào chôn vùi Diệp Thần luân hồi bàn, không cách nào che giấu Diệp Thần quang. Diệp Thần luân hồi pháp tắc, Diệp Thần địa ngục, sau lưng ẩn chứa hắc ám cùng tử vong uy nghiêm, so hồn thiên đế quyết tử ma nhãn còn muốn lợi hại hơn. Từ bỏ chống lại a, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thần đích xác muốn đem hồn thiên đế đánh vào địa ngục, nhưng cân nhắc đến hồn thiên đế thân phận đặc thù, dù sao cũng là trụ thần hóa thân, nếu như không xử lý sạch sẽ, rất có thể biến thành một quả bom hẹn giờ. Cách làm ổn thỏa nhất, hay là trực tiếp chém giết hồn thiên đế, thân là trụ thần hóa thân hắn, nhục thân phai mờ sau, linh hồn ý chí đại khái sẽ không tiêu vong, mà là sẽ rơi xuống đến hủy diệt chi hải bên trong đi, cũng tức là vực sâu, cùng hắn kiếp trước bản nguyên linh hồn, dung hợp lại cùng nhau. Ở trong vực sâu, tiếp nhận vô gian vô tận dày vò. Từ xưa đến nay, rơi vào vực sâu trụ thần, chưa từng có ai có thể leo ra, đây là so tử vong còn thảm liệt vô số lần kết cục. Hồn thiên đế đương nhiên biết loại kết cục này kinh khủng, hắn gắt gao đối kháng Diệp Thần luân hồi chi quang, cũng không nguyện chết. Cho ngươi thống khoái ngươi không cần, thật muốn bức ta vận dụng sát chiêu, nhường ngươi thê thảm chết đi. Diệp Thần tiếng nói lạnh lẽo, giơ cánh tay lên, đùng 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 một hồi vang dội. Quấn quanh ở hắn cánh tay mấy cái địa ngục xích sắt đứt gãy, từng sợi thánh quang, đi theo nở rộ mà ra. Trong khoảnh khắc, vô tận huy hoàng thánh quang, tại Diệp Thần trong tay hóa thành một thanh kiếm thần.
Đây là Thánh Quang Thần Kiếm, là quang chi đạo một loại đại thần thông, đối với hồn thiên đế loại này ma đạo cường giả, có cường đại khắc chế hiệu quả. Vận dụng quang chi đạo thần thông, cũng biết cho Diệp Thần mang đến không nhỏ phản phệ, nhưng vì triệt để diệt sát hồn thiên đế, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hồn thiên đế nhìn thấy Diệp Thần trong tay Thánh Quang Thần Kiếm, lập tức thần sắc đại biến, sau đó một tiếng uyển chuyển thở dài, nói. Cuối cùng chỉ có thể đạp vào một con đường cuối cùng. Diệp Thần nắm chặt Thánh Quang Thần Kiếm, quang năng lượng cùng thần thánh kiếm ý đang nhanh chóng uẩn nhưỡng hội tụ, nói, hồn thiên đế, ngươi còn có cái gì di ngôn? Coi như hồn thiên đế muốn liều mạng, thời khắc này Diệp Thần, cũng có lòng tin tuyệt đối, có thể đem hắn cầm xuống. Hồn thiên đế thở dài, luân hồi chi chủ, ta không phải là địch thủ của ngươi. Nhưng ta nói, ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Hắn hướng về phương xa vẫy tay một cái, lại nắm chặt quyền, phảng phất tại triệu hoán cái gì. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền nhìn thấy, một mảnh đại thế giới, phá không phi tập mà đến. Đại thế giới này, lại là tổ rồng hồn tộc, là hồn thiên đế Sơn Môn. Đại thế giới này bên trong, đang diễn ra một hồi máu tanh chinh chiến sát lục, nguyên thiên đế, võ tổ bọn người, dẫn theo luân hồi trận doanh đại quân, tại bốn phía chinh phạt trà đạp sát lục. Không có hồn thiên đế trấn thủ, hồn tộc bên trong Sơn Môn, tự nhiên không có lực lượng gì, có thể cản trở được nguyên thiên đế mũi kiếm. Võ tổ cũng tại sát lục, chém giết từng cái thần long, từng cái hồn tộc cường giả, dùng huyết nhục của bọn hắn, bổ khuyết thân thể của mình, hắn dần dần có khôi ngô cường tráng nhục thân. Hồn thiên đế nhìn mình con dân bị tàn sát, trong mắt toát ra một vòng thương xót thần thái. Hắn kế hoạch ban đầu, là mình tại phản thiên trong đại điển, hái được sáng thế đạo quả, nhất cử nghịch thiên cải mệnh, lại lấy vô thượng thiên uy trấn áp, cướp đoạt phản thiên ba phần quyền hành, sau đó giết trở lại hồn tộc Sơn Môn, nghịch chuyển hết thảy. Sáng thế đạo quả bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, đầy đủ để hắn khôi phục chết đi vong linh. Phản thiên ba phần quyền hành, toàn bộ cầm tới tay lời nói, cũng đủ làm cho hắn lật bàn, nghịch sát nguyên thiên đế cùng Diệp Thần. Nhưng, không như mong muốn, hết thảy của hắn hy vọng, đều rơi vào khoảng không. Sáng thế đạo quả, đã đúc nóng đến Diệp Thần thiên đế kiếm bên trong, phản thiên ba phần quyền hành, hắn cũng chỉ được đến một phần. Chỉ là một phần quyền hành, xa xa không đủ để hắn lật bàn. Diệp Thần nhíu nhíu mày, lại không biết hồn thiên đế gọi đến Sơn Môn, là muốn làm gì. Dự định liều mạng một lần sao? Nếu như Diệp Thần lẻ loi một mình, thật là có điểm kiêng kỵ. Nhưng vấn đề là, hồn thiên đế gọi đến Sơn Môn, đem nguyên thiên đế, võ tổ nhóm cường giả, còn có luân hồi trận doanh quân đội, đều triệu hoán đến đây. Luân hồi trận doanh thiên quân vạn mã, tại hồn tộc trong Sơn Môn trà đạp, hồn thiên đế cũng không có năng lực diệt trừ bọn hắn. Lão tổ muốn tới cứu chúng ta. Lão tổ uy vũ, đã tấn thăng đến nhật nguyệt cảnh sao? A, chúc mừng lão tổ đột phá thiên địa hạn chế, tấn thăng nhật nguyệt cảnh, người nhật nguyệt thần quang chiếu một cái, ai có thể chống đỡ được ngươi? Hồn tộc bên trong Sơn Môn, tất cả lâm vào tuyệt cảnh hồn tộc các đệ tử, nhìn thấy hồn thiên đế thân ảnh, đều là hoan hô lên, cho là hồn thiên đế là tới cứu vớt bọn họ, muốn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi tuyệt vọng thế cục. Diệp Thần nhíu mày nhìn xem, nếu như hồn thiên đế thật sự tấn thăng đến nhật nguyệt cảnh, vậy hắn có thể còn có lật bàn chỗ trống. Nhưng nửa bước nhật nguyệt cảnh, so với vô thượng đạo quân, tối đa cũng liền thêm ra một cái nhật nguyệt thân pháp thần thông, sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu đột phá. Liền nửa bước nhật nguyệt cảnh, hồn thiên đế nhất định không khả năng lật bàn. Hồn thiên đế, ngươi muốn làm gì, muốn cùng con dân của mình, chết cùng một chỗ sao? Nguyên thiên đế lạnh lùng nhìn xem hồn thiên đế, nói. Hắn cùng võ tổ, còn có luân hồi trận doanh quân đội, đều ngừng chiến đấu sát lục. Bọn hắn đều rất tò mò, hồn thiên đế còn có cái gì dẫy dụa thủ đoạn. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, mặc kệ là Diệp Thần, vẫn là nguyên thiên đế, đều không chắc chắn cầm xuống hồn thiên đế. Nhưng tụ tập toàn bộ luân hồi trận doanh sức mạnh, có thể đem hồn thiên đế ép tới gắt gao. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nguyên thiên đế đem sinh tử phong thần bi tế ra, một cỗ kinh khủng pháp tắc sinh tử bao phủ thiên địa. Chỉ cần hồn thiên đế có chỗ dị động, hắn lập tức muốn động thủ. Cái này sinh tử phong thần bi, vẫn chưa hoàn toàn đúc thành, nhưng đủ để cho hồn thiên đế, mang đến không thiếu tổn thương. Mượn sinh tử phong thần bi áp chế, Diệp Thần cùng nguyên thiên đế lại ra tay, có thể bảo đảm để hồn thiên đế chết. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hồn thiên đế nghe thủ hạ đệ tử la lên tiếng cầu cứu, nhìn xem bọn hắn khẩn cấp lại ánh mắt mong đợi, hắn toàn thân run rẩy. Ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười to, tóc triệt để tán loạn.
Kỳ thực tại hôm qua, hắn liền đã bại, thua ở Diệp Thần thủ hạ, hiện tại hắn phải đối mặt, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, còn có Nguyên Thiên Đế, còn có Luân Hồi Trận Doanh quân đội, hắn lại có cái gì lật bàn có thể. Bọn nhỏ, xin lỗi rồi. Hồn Thiên Đế nhìn mình trong sơn môn các con dân, hai con người khấp huyết. Một đám hồn tộc đệ tử kinh ngạc, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Bọn nhỏ, hôm nay chỉ có thể dùng chính mình thi cốt, vì ta lát một đầu thông hướng Bỉ Ngạn lộ. Các ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Gặp lại. Hồn Thiên Đế bàn tay nắm chặt, răng rắc, hồn tộc bên trong sơn môn, ngàn vạn dặm giang sơn, vô tận nhật nguyệt tinh thần, cùng nhau nứt ra, có từng sợi hắc khí phun ra ngoài, đó tựa hồ là hắn đã sớm sắp đặt tốt thủ đoạn giết hại. Lão tổ, ngươi làm gì? Ngươi muốn giết chết chúng ta? Chúng ta là con của ngươi a. Một đám hồn tộc các đệ tử, kinh hoàng sợ hãi tê liệt kêu lên, tiếp xúc đến cái kia phun ra ngoài tử vong hắc khí, bọn hắn thân hình tại chỗ hòa tan, hóa thành một tia nguyên thủy năng lượng linh khí, dọc theo thiên địa khí cơ lưu chuyển, di động đến Hồn Thiên Đế dưới chân. Hồn Thiên Đế hai con ngươi thâm trầm, cước bộ bước ra, từng sợi mang theo máu tươi hắc khí, từng sợi tàn toái thi cốt, tại dưới chân hắn lát ra một con đường, một đầu thông hướng tinh không Bỉ Ngạn lộ. Mà lúc này bây giờ, tinh không Bỉ Ngạn, Nhậm Phi Phàm cùng Siva đều thấy được một đầu mơ hồ thông thiên thi cốt chi lộ. Đây là không không lúc nào khoảng không thông hướng tinh không Bỉ Ngạn lộ. Hồn Thiên Đế vậy mà dùng phương pháp này phi thăng. Siva hai con ngươi không có chút ba động nào, trong đầu hắn sớm đã có vô số kết cục. Mà kết cục này, là thuộc về Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế xem như không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp Thiên Đế, khí vận dù cho không bằng Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, nhưng cũng tuyệt không tầm thường. Người như thế, đặt ở bất kỳ một cái nào thời không song song, cũng là nhân vật chính tầm thường tồn tại. Chỉ tiếc hắn đạo, hại người nhiều lắm. Bây giờ nhưng lại chôn vùi nhiều thủ hạ như vậy cùng tín đồ. Hiến tế sơn môn, cái này so với giết vợ chứng đạo còn muốn đáng sợ, đây là một loại đối với nhân quả cùng tương lai không sợ. Nhậm Phi Phàm đôi mắt hội tụ ra một tia sát ý, nhưng vẫn là nhìn về phía Siva, vẫn nói, Siva, Hồn Thiên Đế như phi thăng tinh không Bỉ Ngạn, chỉ sợ đối với Diệp Thần cực kỳ bất lợi. Bây giờ Diệp Thần tại Phản Thiên Đại Điển một trận chiến bên trong phá toái đạo tâm, nếu là Hồn Thiên Đế lưu lại không không lúc nào khoảng không, tự nhiên không cần e ngại. Nhưng tinh không Bỉ Ngạn quá đặc thù, một khi Hồn Thiên Đế tìm được điểm dừng chân, đợi hắn ngày Diệp Thần phi thăng tinh không Bỉ Ngạn, hẳn là cửu tử nhất sinh chi cục. Siva nhìn xem đầu kia thi cốt chi lộ, chậm rãi mở miệng, ta xem như trụ thần, không thể ở loại tình huống này ra tay. Huống chi, Hồn Thiên Đế sau lưng không riêng gì Vizanu, còn có khác trụ thần. Thậm chí còn có Phạn Thiên Quyền Hành. Nhậm Phi Phàm sát ý nở rộ, trong tay một thanh huyết nguyệt đường vân thần kiếm xuất hiện. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên quyết cùng phẫn nộ, Siva không cần ngươi ra tay, hôm nay liền từ ta vì Diệp Thần hộ đạo. Ta bảo vệ đạo, không riêng gì Diệp Thần luân hồi chi đạo, vẫn là chu diệt hết thảy hắc ám sát lục chi đạo. Càng là chém bằng thế giới hết thảy gông cùng xiềng xích quang minh chi đạo. Trụ thần không tiện nhúng tay, ta Nhậm Phi Phàm ra tay. Trụ thần không muốn, ta liền dùng bác trụ thần. Siva mang theo thâm ý liếc mắt nhìn Nhậm Phi Phàm, nhắc nhở, ngươi cũng đã biết, ngươi chém bay thăng giả chi lộ, lại là giá tiền gì. Phi thăng thế nhưng là chịu tinh không Bỉ Ngạn sức mạnh bảo vệ. Cảnh giới của ngươi dù cho được đề thăng đến đỉnh, nhưng đối mặt quy tắc, đối mặt tinh không Bỉ Ngạn trong minh minh sức mạnh, vẫn là quá yếu. Huống chi, ngươi căn cơ vấn đề, là ngươi vĩnh viễn đau. Một kiếm này, ngươi như chém xuống, ngươi trước đây không lâu tìm được cơ duyên, chữa trị căn cơ, tương đương hóa thành bọt biển. Thậm chí còn có thể thương càng thêm thương, thậm chí hồn diệt đạo tiêu tan. Những hậu quả này ngươi có từng cân nhắc qua? Siva không muốn Nhậm Phi Phàm ra tay. Hắn thưởng thức Nhậm Phi Phàm, không ít hơn Diệp Thần một điểm. Nhậm Phi Phàm chấp nhất, Nhậm Phi Phàm cứng cỏi, Nhậm Phi Phàm trung thành, Nhậm Phi Phàm không sợ, hắn nắm giữ trụ thần quyền chui chuyện đệ giả hết thảy chất lượng tốt phẩm chất. Nhưng hắn lại quá ngu. Đối với võ giả tới nói, chính mình con đường tu luyện, chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất? Siva có đôi khi ngồi tại đám mây, suy tư hồng trần, huyễn cảnh quá khứ, tỉnh lại thời điểm, sẽ hâm mộ Diệp Thần. Có như thế người hộ đạo, thật sự một đời là đủ. Liền xem như phần thiên đại kiếp bên trong, nghĩ đến chỗ này người, cũng biết không sợ đau đớn a. Siva nhìn xem Nhậm Phi Phàm đi xa bóng lưng, vẫn là nghĩ cuối cùng nhắc nhở một lần, nói, Nhậm Phi Phàm, một kiếm này, ngươi như chém xuống, tương đương chặt đứt con đường của ngươi. Nhưng mà,
Nhậm Phi Phàm cước bộ không có chút nào dừng lại, không mang theo một chút do dự. Ngay tại Nhậm Phi Phàm thân ảnh biến mất lúc, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Ta Nhậm Phi Phàm một đời, chưa bao giờ có lộ. Thế nhưng lại có làm sao, ta chính là muốn tại cái này bụi gai gắn đầy chỗ, bước ra một đầu chỉ thuộc về ta Nhậm Phi Phàm thông thiên đại đạo. Phi thăng giả, ta chảm, quy chế giả, ta phá. Siva, nếu ta bỏ mình, Diệp Thần nhất định sẽ vì ta đạp phá này cầu thí thiên quy. Ha ha. Siva cái kia trụ thần bất động như núi đồng tử, đột nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng. Đó là chân chính siêu việt thái sơ quang. PS, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày xác định vị trí đổi mới, ba chương hợp lại cùng nhau, tạo thành đại chương đổi mới. Không không lúc nào khoảng không. Đầu kia thông hướng tinh không bỉ ngạn hồn thiên đế chi lộ càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất bước vào tinh không, chỉ cần một bước. Đây là thế gian không đếm võ giả khát vọng. Không tốt. Thánh quang thần kiếm, phá. Diệp Thần cảm giác không đúng, lập tức huy kiếm chém ra, phổ biến thánh quang kiếm khí, mang theo ngập trời uy áp, thẳng chém về phía hồn thiên đế. Nhưng lúc này, có một đạo thân ảnh, từ sau lưng hồn thiên đế nổi lên, giang hai cánh tay, lấy quyết tuyệt tư thái, nở rộ vạn trọng hổ phách kim quang, hóa ra một tầng thủ hộ cương khí, ngạnh sinh sinh chặn Diệp Thần thánh quang kiếm khí. Thân ảnh kia chính là Vizernu. Hắn tại dùng lực lượng của mình, bảo hộ lấy hồn thiên đế. Bằng hữu, nhờ ngươi, giúp ta tranh thủ thời gian một nén nhang. Chờ ta đạp vào tinh không, đạp vào bỉ ngạn, chúng ta còn có nghịch chuyển cơ hội. Thế giới của ta, không phải không không lúc nào khoảng không, mà là tinh không bỉ ngạn. Đã có luân hồi chi chủ cùng nguyên thiên đế ngăn cản ta trở thành không không lúc nào chống không chí cao, như vậy ta ngay tại luân hồi chi chủ còn chưa bước vào tinh không bỉ ngạn phía trước, ngủ đông chuẩn bị. Chờ luân hồi chi chủ đạp vào tinh không bỉ ngạn, ta liền sẽ để cho hắn cảm nhận được ma quỷ phẫn nộ. Hồn thiên đế ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, xuyên thấu qua thiên vực bích chướng, hắn có thể nhìn đến tinh không tranh cảnh, nhìn thấy bỉ ngạn thế giới, đang kêu gọi hắn. Yên tâm, giao cho ta. Vizernu ánh mắt sắc bén, năng lượng linh hồn đang thiêu đốt, tạo thành từng tầng hổ phách cương khí, giống như tường đồng vách sắt bảo hộ lấy hồn thiên đế. Hồn thiên đế nhanh chân đạp thiên, mỗi một bước bước ra, liền có máu tươi cùng thi cốt, tại dưới chân hắn trải thành con đường, trải thành một đầu thông hướng tinh không đỉnh, thông hướng bỉ ngạn thiên lộ. Hồn tộc bên trong sơn môn, hồn hào vạn dặm, dị tượng bộc phát, từng cái hồn tộc đệ tử đều bị hồn thiên đế hiến tế, thôn phệ, chuyển hóa thành lót đường tài liệu. Hồn tộc đám người kêu thảm, bọn hắn khóc lóc kể lể hồn thiên đế vì sao muốn hiến tế bọn hắn cho là nhìn thấy hồn thiên đế, có thể được đến cứu vớt, không nghĩ tới cuối cùng lấy được, lại là tuyệt vọng cùng tàn sát. Hồn thiên đế bất phi sở động, đem hồn tộc đám người số lớn hiến tế, hóa thành lát thiên lộ tài liệu, đạp lên thi cốt chi lộ leo lên tinh không đi. Hắn bên trong sơn môn, từng tòa xa hoa kiến trúc, cung điện lầu các, cũng là nhao nhao phá toái, thiên địa tích lũy tín ngưỡng, năng lượng, linh khí, đủ loại nguyên chất, đủ loại thiên tài địa bảo, toàn bộ đều thành lót đường tài liệu. Diệp Thần, Nguyên Thiên Đế, Phụ Tổ bọn người, chấn động không gì sánh nổi nhìn xem một màn này. Hồn Thiên Đế tại trải đường, một cỗ vĩ đại sáng tạo pháp tắc, hóa thành thần quang, không ngừng từ trên người hắn bạo phát đi ra, vì hắn tạo hóa ra càng kiên cố thiên lộ. Đó là nguồn gốc từ Phạn Thiên quyền hành pháp tắc. Phạn Thiên đủ loại sáng tạo thần thông, hồn thiên đế đồng thời không thể lĩnh ngộ, nhưng sáng tạo pháp tắc bản thân tinh túy, lấy thủ đoạn của hắn, tự nhiên có thể đánh cắp một chút, lại dung hợp sức mạnh của bản thân, đầy đủ để hắn sáng tạo ra trong giấc mộng thiên lộ. Nếu là lúc trước, hồn thiên đế coi như hiến tế hồn tộc sơn môn, hiến tế tộc nhân, thậm chí đem chính mình cũng hiến tế, hắn cũng sáng tạo không ra thông hướng tinh không bỉ ngạn thiên lộ. Nhưng bây giờ hắn nắm giữ một phần Phản Thiên quyền hành, dựa vào Phản Thiên vĩ đại sáng tạo pháp tắc sức mạnh, hắn lại là thuận lợi đã sáng tạo ra thông hướng tinh không đỉnh con đường. Đây đều là Phản Thiên quyền hành tăng thêm. Hồn Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vẻ thương xót, hắn vốn là muốn đoạt lấy ba phần quyền hành, trực tiếp thay đổi chiến cuộc, phản sát Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế. Nhưng tiếc là, nguyện vọng của hắn lại là thất bại. Bất quá, thân là vô thượng đạo quân cùng trụ thần hóa thân hắn, tự nhiên có lưu hậu chiêu. Hắn hậu chiêu, chính là hiến tế toàn bộ hồn tộc sơn môn, hiến tế tất cả hậu nhân, dùng máu tươi của bọn hắn cùng thi cốt, còn có hồn tộc sơn môn bản thân tích lũy thiên tài địa bảo, lát một đầu thông hướng tinh không bỉ ngạn con đường. Chỉ là, chưa từng không lúc nào khoảng không đến tinh không bỉ ngạn, thực sự quá xa xôi, hắn coi như hiến tế tất cả,
cũng phô không ra một đầu hoàn chỉnh thiên lộ. Nhưng, hồn thiên đế sớm đã có đoán trước, hắn cũng không hoảng, hắn vẫn còn đồ vật có thể hiến tế. Vậy chính là mình cơ thể. Hắn hướng về tinh không phía trên đi đến, Diệp Thần nhìn thấy thân thể của hắn tại hòa tan, máu tươi cùng cốt nhục rớt xuống, hóa thành thi hài chi lộ. Không có nhục thân, hồn thiên đế chỉ còn lại một tia linh hồn, hắn tựa hồ liền linh hồn đều nghĩ hiến tế. Diệp Thần thấy không rõ, hắn chỉ thấy hồn thiên đế đi lại nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế cực nhanh, một chút đã leo lên tinh không chỗ cao, thân hình đã mơ hồ, đến cuối cùng lại đã biến thành quang. Nhật Nguyệt Quang. Đã biến thành quang hồn thiên đế, tốc độ càng nhanh, như bay ngược lưu tinh, hướng về tinh không đỉnh phóng đi. Tại Vizanu che chở cho, Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế, căn bản là không có cách chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn thiên đế phi thăng. Đáng chết, hỗn đản này muốn phi thăng. Hắn hiến tế tất cả, mặc dù cái gì đều đã mất đi, nhưng hắn nhưng là trụ thần hóa thân A. Chỉ cần hắn còn sống, liền có vô cùng khả năng. Nhất thiết phải chặn giết hắn. Nguyên Thiên Đế tức giận, cũng không cam trơ mắt nhìn xem, bàn tay nắm chặt, Thiên Đế đoạn hồn thương hiện ra mà ra, tung người bay lên, một thương quét về phía thi cốt xây thành thiên lộ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên lộ bạo liệt, hóa thành vô tận nhỏ vụn huyết phũ cốt mảnh bay là tả xuống, Vizanu hoàn toàn không có bảo hộ, tùy ý Nguyên Thiên Đế oanh kích. Hoặc có lẽ là, đã không cần bảo vệ. Bởi vì, hồn Thiên Đế đã biến thành quang. Một tia nhật nguyệt huy hoàng thần quang. Như yên hỏa giống như phóng tới trên bầu trời, Vizanu chỉ cần bảo vệ được cái này một tia quang như vậy đủ rồi. Hồn thiên đế đã bay quá cao, quá xa, nguyên thiên đế đã không đuổi kịp. Luận cứng trọi cứng thực lực, chính diện giao phong mà nói, nguyên thiên đế cũng không yếu hơn hồn thiên đế. Nhưng mà, hồn thiên đế đã là nửa bước nhật nguyệt cảnh, có thể biến thành nhật nguyệt chi quang. Chiêu này thần thông, mặc dù không thể để hồn thiên đế lật bàn, cũng không thể để thăng lực chiến đấu của hắn. Nhưng lại có thể để hắn chạy trốn, có thể để hắn biến thành quang, bay đến bầu trời. Chưa từng không lúc nào khoảng không đến tinh không bị ngạn, không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở, còn có một tầng vách tường thế giới cản trở, người nhục thân, linh hồn của con người, làm sao có thể xuyên qua phi thăng phải đi lên. Nhưng mà, nếu như không có nhục thân, không có linh hồn, đã biến thành quang, một tia quang lại đủ để xuyên qua thế giới, đủ để phi thăng. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, hồn thiên đế quang. Đã vào tới tinh không đỉnh, hắn không thấy được. Phi thăng thành công. Hắn đây coi là thua sao. Tinh không bị ngạn. Nhậm phi phàm cũng nhìn thấy một chùm sáng, đó là không không lúc nào khoảng không bay hướng tinh không bị ngạn quang. Đạo ánh sáng này chung quanh nói đạo hồn hoàn như ẩn như hiện, còn có một tia thủ hộ. Tự nhiên là hồn thiên đế. Nhậm phi phàm tay cầm thần kiếm, vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng lại nhìn thấy tinh không bị ngạn từng đạo pháp tắc chi quang hội tụ mà đi. Không chỉ như vậy, còn có tinh không bị ngạn không thiếu thế lực cường đại hoan nghênh pháp trận, ngưng tụ ra từng đạo quang hoàn. Đây là chúc phúc, càng là mời chào cùng lấy lòng. Hồn thiên đế sau lưng thật không đơn giản, đó là trụ thần, gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào, dù cho mất đi nhục thân, nhưng bọn hắn có biện pháp cho hồn thiên đế tốt hơn nhục thân. Đợi một thời gian, hồn thiên đế có thể trả cho bọn hắn một mảnh bầu trời. Xem ra đích xác có chút khó giải quyết, Nhậm phi phàm đạo. Nhưng hắn không chút do dự, vẫn như cũ xuất kiếm, kiếm kia vừa ra khỏi vỏ, liền tản mát ra lạnh thấu xương hàn quang, thậm chí tinh không bị ngạn đều xuất hiện một vòng quỷ dị huyết nguyệt. Nhưng mà một kiếm này, chỉ chạm phá mấy đạo tinh không bị ngạn thế lực thủ hộ chi hoàn, thậm chí ngay cả pháp tắc chi hoàn đều không chạm đến. Một kiếm này, kỳ thực cũng tại Nhậm phi phàm trong dự liệu, hắn cũng không toàn lực. Ngay tại hắn chuẩn bị ra kiếm thứ hai thời điểm, Shiva đi tới bên cạnh. Hiện tại xem ra, người khó mà chém giết hồn thiên đế. Tinh không pháp tắc chi quang so ta tưởng tượng còn muốn che chở hồn thiên đế. Hồn thiên đế dù sao xem như trụ thần. Tinh không bị ngạn hoan nghênh hồn thiên đế thắng qua hoan nghênh ngươi. Nhậm phi phàm không nói, chuẩn bị ra kiếm thứ hai. Trên thân kiếm của hắn phù văn lập lòe ánh sáng đỏ tươi, phảng phất là đến từ địa ngục nói nhỏ. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, đem lực lượng toàn thân quán trú trong đó. Dưới chân tinh vân trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Hồn thiên đế, ngươi muốn phi thăng, ta không đồng ý. Nhậm phi phàm nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như cuồn cuộn thiên lôi, vang vọng toàn bộ tinh không bị ngạn. Hồn thiên đế dù cho biến thành quang, nhưng cũng là cảm nhận được nhậm phi phàm ý chí. Hắn vốn cho rằng có thể bình an đến, nhưng hắn vẫn quên, tinh không bị ngạn sớm đã có một người tại cái kia chờ.
luân hồi người hộ đạo, Nhậm Phi Phàm. Đáng chết. Hắn bây giờ không cách nào ra tay, chỉ có thể mong đợi Tinh Không Bỉ Ngạn pháp tắc bảo hộ cùng thủ hộ quang năng ngăn trở Nhậm Phi Phàm phẫn nộ. Nhậm Phi Phàm đóng lại hai con ngươi, mũi kiếm như máu nguyệt treo phía chân trời, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng sát khí. Hắn nhìn xuống trước mắt càng ngày càng gần quang, khí chàng như núi hải giống như hùng vĩ, ép tới bốn phía không khí ngưng kết. Hắn kiếm thứ hai chém ra, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trong chốc lát, toàn bộ thương khung đều bị huyết sắc quang mang bao phủ. Một kiếm này quét ngang mà qua, từng đạo chói mắt thủ hộ chi quang chắn phía trước, tia sáng giống như tinh hà rực rỡ, lại tại kiếm quang đụng chạm phía dưới, phát ra một tiếng vang thật lớn, một chút quang hoàn vỡ vụn, Tinh Không Bỉ Ngạn thủ hộ che chắn cũng xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Mà Nhậm Phi Phàm đỉnh đầu lôi vân cuồn cuộn, đó là đối với Nhậm Phi Phàm nhúng tay phi thăng thái độ. Kinh lôi rơi thần, Nhậm Phi Phàm không có lùi bước, ngạnh sinh sinh chống được, nhưng trong miệng hắn cũng tràn ra một tia máu tươi, kiếm ý vẫn còn. Siva nói, ngươi đừng có lại ra tay rồi, lại ra tay, đại giới càng lớn. Ngươi bây giờ đứng đối diện không phải hồn thiên đế, mà là Tinh Không Bỉ Ngạn. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ Tinh Không Bỉ Ngạn là địch? Nhậm Phi Phàm vẫn như cũ không nói, hắn hai mắt nhắm chặt, phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể. Dáng người của hắn kiên cường như tùng, một bộ đồ đen theo gió nhẹ nhàng phiêu động, góc áo bay phất phới, nhưng lại mang theo một loại tuyệt thế xuất trần yên tĩnh. Đột nhiên, Nhậm Phi Phàm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong chốc lát, trong hai mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo rực rỡ đến cực điểm tia sáng, giống như tảng sáng ánh dạng đông xé rách bóng tối vô tận. Một cỗ phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ sức mạnh ở trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Khí tức của hắn như cuồng triều giống như bao phủ bốn phía, không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chèn ép vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận trầm thấp tiếng ai minh. Hắn kiếm thứ ba, ra tay rồi. Tinh thần chi quang tại trên thân kiếm di động. Một kiếm này phảng phất ẩn chứa trong thiên địa chí lý, Tinh Không Bỉ Ngạn phía trên trong nháy mắt xuất hiện một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, một cái to lớn vô cùng kình ảnh chậm rãi hiện lên, cái kia kình thân khổng lồ phải phảng phất có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Kình trên khuôn mặt tản ra hào quang màu u lam, mỗi một phiến kình vảy đều lập lòe phù văn thần bí. Cùng lúc đó, Cửu Luân Huyết Nguyệt cũng từ bốn phương tám hướng chậm rãi dâng lên, Huyết Nguyệt hồng quang cùng cự kình lam quang đan vào một chỗ, toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành một loại kỳ dị và mỹ lệ màu sắc. Cự kình cùng Cửu Luân Huyết Nguyệt giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng này theo Nhậm Phi Phàm kiếm thế, hướng về hồn thiên đế tia sáng kia gào thét mà đi. Cái kia quang bị Tinh Không Bỉ Ngạn quy tắc thủ hộ, bị vô số thế lực thủ hộ. Càng nắm giữ trụ lực lượng của thần, nó tản ra thánh khiết mà cường đại tia sáng nhưng mà, Nhậm Phi Phàm một kiếm này lại không chút do dự chém đi lên. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cột sáng giống như yếu ớt lưu ly đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vô số đạo quang mảnh vụn giống như lưu tinh hướng bốn phía bắn tung tóe, mỗi một phiến mảnh vụn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đang bắn tung quá trình bên trong đã dẫn phát từng trận năng lượng ba động. Thủ hộ vỡ vụn, một kiếm này tuy bị tiết ra đại bộ phận sức mạnh, nhưng cũng chém vào hồn thiên đế phía trên. Răng rắc. Cùng lúc đó, trên trời cao mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Đây là Tinh Không Bỉ Ngạn phẫn nộ, Nhậm Phi Phàm cử động lần này không thể nghi ngờ là xúc phạm tinh không chí cao vô thượng quy tắc. Từng đạo tử lôi giống như tức giận giao long, từ trong mây đen thoát ra. Hướng về Nhậm Phi Phàm hung hăng oanh kích xuống. Những thứ này tử lôi bên trong bất luận cái gì một đạo đều có thể đem Tinh Không Bỉ Ngạn cái gọi là cường giả thần hồn không còn. Tử lôi những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng mà Nhậm Phi Phàm không sợ hãi, lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Hắn kỳ thực cũng không cầu chém giết hồn thiên đế, nhưng hắn phá hết tầng tầng bảo hộ, chém một đạo trụ thần quyền hành. Không thể nghi ngờ trọng thương hồn thiên đế. Oanh! Nhậm Phi Phàm cơ thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân ảnh của hắn tại tử lôi đánh xuống lung lay sắp đổ, nhưng lại giống như là một tòa bất hủ tấm bia to, sừng sững ở giữa thiên địa này. Hắn biết, chính mình hành động có lẽ sẽ bị ghi hận, nhưng hắn không hối hận với mình tín niệm, vì trong lòng hộ đạo, cho dù là cùng thiên đạo là địch, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Đụng! Nhậm Phi Phàm quá mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất. Siva nhìn xem một màn này, lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta mặc dù không thể nhúng tay, nhưng hôm nay ngươi cho ta cái này trụ thần thượng bài học. Đạo kia phủ đầy bụi nguyệt chi cổ quốc phong ấn, cũng nên vì ngươi giải khai.
có lẽ đến nơi đó, ngươi có thể được đến liên quan tới luân hồi nhiều bí mật hơn. Không không lúc nào khoảng không. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, hắn không nghĩ tới, trường tranh đấu này kết cục, lại là hồn thiên đế phi thăng. Cái kia một tia nhật nguyệt tia sáng, hướng bay đến tinh không đỉnh, toàn bộ không không lúc nào khoảng không, tất cả mọi người đều thấy được. Toàn bộ không không lúc nào trống không người, đều là trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, có người phi thăng, biến thành quang thăng thiên, thăng vào trong truyền thuyết bỉ ngạn thế giới. Quy khư sắp tới, không không lúc nào chỉ có hủy diệt nguy hiểm, mà phi thăng đến tinh không bỉ ngạn, tại bỉ ngạn thế giới, lại không có bị trận này tận thế thôn phệ nguy hiểm, có thể cười nhìn phong vân. Diệp Thần luân hồi trận doanh, triệt để tiêu diệt hồn thiên đế trận doanh, thoạt nhìn là thắng lợi. Nhưng hồn thiên đế, cuối cùng nhưng cũng thoát thân, thuận lợi phi thăng, cũng không tính thua. Đây rốt cuộc, là ai thắng, người nào thua? Diệp Thần một hồi mờ mịt, hắn cũng không biết, chỉ biết là hồn thiên đế hôm nay không chết, liền trở thành một con rắn độc, có trời mới biết đầu này rắn độc, lúc nào sẽ bạo khởi đả thương người. Là tại hắn bước vào tinh không bỉ ngạn một khắc này sao? Xuy. Ngay tại cả thế gian chấn động, Diệp Thần cũng là kinh ngạc thời điểm, một đạo huyết nguyệt kiếm mang, từ tinh không đỉnh bên trên xẹt qua, chém một tia quang. Cái kia huyết nguyệt mang theo kiên quyết, mang theo sát ý, mang theo không sợ. Không tiếc bất cứ giá nào chém xuống. Là, Nhậm tiền bối. Hắn ra tay chém giết hồn thiên đế sao? Diệp Thần nhìn thấy cái kia huyết nguyệt kiếm mang, lập tức tinh thần hơi rung động. Thâm thúy trong tinh không, cái kia huyết nguyệt kiếm mang tương đương lóa mắt. Hắn chỉ nhìn một mắt, liền xác định là Nhậm Phi Phàm kiếm quang, Nhậm Phi Phàm ra tay rồi. Quả nhiên Nhậm Phi Phàm cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hồn thiên đế phi thăng a. Nhậm Phi Phàm chém một tia quang, cái kia sợi quang như là cỗ sao chổi lao nhanh ùng ùng xẹt qua chân trời, như thiên thạch giống như rơi xuống. Diệp Thần rất mau nhìn rõ ràng, đó đích xác là một khỏa nho nhỏ tảng đá, là một khỏa xá lợi tử. Phản thiên xá lợi tử. Nhậm Phi Phàm một kiếm này thế mà đem hồn thiên đế nắm giữ phản thiên quyền hành, chém xuống. Đây chính là quyền hành. Đây chính là phi thăng lúc A. Đây chính là hồn thiên đế không tiếc bất cứ giá nào có được đồ vật A. Diệp Thần, ta tận lực. Ta chỉ đạo, vĩnh viễn vì ngươi thủ hộ. Diệp Thần phảng phất nghe được Nhậm Phi Phàm âm thanh, hồn thiên đế phi thăng, có đủ loại thiên địa pháp tắc che chở, lại có Vizanu che chở, tinh không bỉ ngạn bên trong, cũng có rất nhiều thế lực, nguyện ý lôi kéo. Ở các loại hạn chế phía dưới, Nhậm Phi Phàm xuất kiếm, đã là mạo áp lực cực lớn. Siva chắc chắn ngăn cản qua Nhậm tiền bối, nhưng Nhậm tiền bối vì mình không có chút nào thèm quan tâm. Lần này hồn thiên đế phi thăng, liền Siva đều có điều cố kỵ, không có ra tay, chỉ có Nhậm Phi Phàm ra tay, chém dụng hồn thiên đế trên người phản thiên quyền hành. Hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, nhiều nhất chém dụng hồn thiên đế trên người phản thiên quyền hành, chém giết không xong hồn thiên đế bản thân. Hồn thiên đế dù sao cũng là trụ thần hóa thân, không dễ dàng như vậy giết chết. Diệp Thần nhìn thấy viên kia xá lợi tử rơi xuống, lại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong cơ thể hắn, đã có một phần phản thiên quyền hành, còn có diêm ma tử thần quyền hành, Vizanu nhục thân quyền hành, cơ thể dung nạp đã đến cực hạn. Nếu như lại dung hợp một phần phản thiên quyền hành, thân thể của hắn không chịu đựng nổi, trụ thần quyền chui bản thân đều mang theo phần thiên đại kiếp tai hại, Diệp Thần lại dung hợp trụ thần quyền chui mà nói. Cơ thể đủ loại dị thường khí tức, không cách nào hòa giải, hắn phần thiên đại kiếp tuyệt đối sẽ bộc phát. Nguyên thiên đế tiền bối, ngươi nhanh thu cái này xá lợi tử. Diệp Thần lao nhanh lui lại, cảm giác viên kia xá lợi tử, như có linh tính hướng mình phóng tới, tựa hồ muốn cùng chính mình dung hợp. Dù sao, bản thân hắn liền nắm giữ một phần phản thiên quyền hành, đối với một phần khác quyền hành, mang theo mãnh liệt tác động, hai phần quyền hành cộng minh cộng hưởng, viên kia xá lợi tử liền nghĩ dung nhập thân thể của hắn. Một khi dung nhập, Diệp Thần chắc chắn không chịu đựng nổi, phần thiên đại kiếp sẽ nổ tung. Nguyên thiên đế nhãn tình sáng lên, nhìn xem viên kia xá lợi tử, cũng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông, đó là phản thiên quyền hành sức mạnh, tràn ngập sáng tạo vĩ lực. Ta không thể nhận, thiên nhai huynh, người thu cất đi. Nguyên thiên đế nhìn về phía võ tổ, lớn tiếng kêu lên. Mặc dù, hắn rất muốn viên này xá lợi tử, nhưng đây là mồi độc, hắn không thể ăn. Bởi vì bản thân hắn chính là trụ thần hóa thân, hắn có hắn đạo, nếu như dung hợp cái khác đạo pháp, mặc dù mình sẽ trở nên càng cường đại hơn, nhưng đạo sẽ lâm vào hỗn loạn, ý thức cũng biết hỗn loạn, đến cuối cùng, chính mình rất có thể trở nên không phải mình, vô cùng nguy hiểm. Này liền chính như Diệp Thần trong đại não, có ánh sáng chi tử ý chí,
nếu như hắn không quan tâm, tùy ý Quang Chi Tử ăn mòn chính mình, đồng thời đoạt xá, vậy hắn trở thành Quang Chi Tử, thực lực có thể tự nhất phi trùng thiên. Nhưng, ý hắn thức bị chôn vùi, hắn không phải hắn, coi như trở nên lại cường đại, lại có ý nghĩa gì? Bản thân ý thức, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Cho nên, Nguyên Thiên Đế trực tiếp lui lại, không có tiếp thu Xá Lợi Tử, cho dù từ bỏ trở nên mạnh mẽ cơ hội, hắn cũng không thể để bản thân ý thức chịu đến ô nhiễm ăn mòn. Hắn cũng không giống như Diệp Thần, có đủ loại hòa giải hóa giải thủ pháp. Đương nhiên, bây giờ Diệp Thần thủ đoạn, cũng đến cực hạn, tạm thời ăn không hết khắc trụ thần quyền chui, viên này Xá Lợi Tử, chỉ có thể giao cho người khác tiếp thu. Võ Tổ nghe được Nguyên Thiên Đế kêu gọi, con mắt cũng là sáng lên, nói tốt lắm, Diệp Thần, Nguyên Thiên Đế, cái này Xá Lợi Tử ta thu. Hắn duỗi ra khoan hậu đại thủ, cách không một chảo, liền đem Xá Lợi Tử bắt được. Nhưng không ngờ, viên này Xá Lợi Tử, rơi vào Võ Tổ trong tay sau, lại là kịch liệt rung động, ông ông tác hưởng, như có linh tính đồng dạng, muốn tránh thoát Võ Tổ trưởng khống, muốn bay đến Diệp Thần bên kia. Võ Tổ lông mày nhíu một cái, dùng sức bắt được, muốn luyện hóa, nhưng cảm giác Xá Lợi Tử truyền ra một cỗ mãnh liệt kháng cự ý niệm, lại không cho hắn luyện hóa. Diệp Thần cũng cảm thấy không lành, không chỉ là Võ Tổ trong tay Xá Lợi Tử, muốn thoát khỏi gò bó bay về phía hắn, chính hắn thể nội Phản Thiên Quyền Hành, cũng tại phát ra tác động. Hai cỗ sức mạnh song song cộng minh, Diệp Thần đè đều ép không được. Có chút nguy hiểm. Nguyên Thiên Đế tiền bối, sư tôn, ta đi trước. Diệp Thần cảm giác không đúng lắm, bây giờ hai phần Phản Thiên Quyền Hành, cộng minh quá lợi hại, hắn ép không được. Nếu như Võ Tổ trong tay Xá Lợi Tử, dung nhập trong cơ thể hắn, hắn cũng không cách nào tạm thời thu nhận đến luân hồi bàn bên trong đi, cái kia Xá Lợi Tử tất nhiên muốn cùng hắn dung hợp. Một khi dung hợp, thân thể của hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức xoay người rời đi. Hắn nhất định phải ly khai nơi này, đoạn tuyệt hai phần Phản Thiên Quyền Hành liên lạc. Ngay tại Diệp Thần rời đi không bao lâu lúc, hắn cảm giác một thân ảnh đuổi theo mà đến. Thần sắc hắn không vui, sát cơ bộc phát, dừng bước lại. Ai? Lời nói rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi tới. Để Diệp Thần bất ngờ là, người này lại là Mộ Dung U. Mộ Dung U hiển nhiên là biết Diệp Thần vì cái gì nhanh như vậy rời đi, hắn chắp tay một cái nói, luân hồi chi chủ, còn hy vọng ngươi có thể cho phép ta gia nhập vào luân hồi trận doanh. Bây giờ Hồn Thiên Đế phi thăng tinh không bỉ ngạn, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi, ta có tinh không bỉ ngạn cơ duyên, có thể giúp ngươi hóa giải. Diệp Thần không còn kiên nhẫn, không cần. Lập tức từ trước mắt ta tiêu thất. Nhưng mà, Mộ Dung U lại nói lời kinh người nói, luân hồi chi chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đang sợ Hồn Thiên Đế phần kia Phản Thiên Quyền Hành. Ta có biện pháp giúp ngươi hóa giải. Diệp Thần thần sắc cổ quái, hắn nhìn xem trước mắt cái này Mộ Dung U, không biết đối phương trong bụng đang bán thuốc gì. Đang kéo dài thời gian, vẫn là nói thật muốn giúp mình. Mộ Dung U đi lên, từ trong ngực lấy ra một khỏa hiện ra lưu ly bảy màu hạt châu, đồng thời nói, này châu tên là Định Hồn Châu, là một vị nào đó trụ thần một đoạn xương ngón tay chế tạo thành. Người như ăn vào này châu, nhất định có thể hóa giải này cục. Tại Mộ Dung U xem ra, bây giờ Diệp Thần thể nội phần thiên đại kiếp chắc chắn sẽ để hắn mất lý trí. Cái này cũng là Mộ Dung U cơ hội duy nhất. Chứng kiến Diệp Thần át chủ bài cùng cường đại, Mộ Dung U nội tâm tỉnh táo hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại tham lam. Tại bẩm báo sư tôn phía trước, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt luân hồi chi chủ hết thảy. Hoàn thành đây hết thảy, hắn liền lập tức trở về tinh không bị ngạn, dạng này mới sẽ không bị Nguyên Thiên Đế, Võ Tổ còn có cái kia luân hồi trận doanh trả thù. Diệp Thần nhìn xem cái kia lưu ly bảy màu một dạng Định Hồn Châu, một loại cảm giác quen thuộc cuốn tới. Hạt châu này bên trong vật gì đó, cùng mình cực kỳ phù hợp. Đây là trụ thần xương ngón tay chế tạo. Diệp Thần chậm rãi đưa tay ra, mà đang khi hắn tay sắp chạm đến Định Hồn Châu nháy mắt, một đầu kinh thiên huyết long phảng phất xé rách không gian chiều không gian, xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Mộ Dung U tại thời khắc này ngây dại. Trước mắt huyết long, cả người lân phiến giống như từng mảnh thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ như máu, mỗi một phiến trên lân phiến đều chảy xuôi thần bí phù văn cổ xưa, phù văn thời gian lập lòe hình như có màu đỏ sậm huyết quang tại lân phiến phía dưới phun trào, phảng phất phong ấn lực lượng vô tận. Mấu chốt cái kia hai cái giống như chuông đồng con mắt lộ ra làm cho người sợ hãi hung quang, nhìn chằm chằm Mộ Dung U. Mộ Dung U sau lui một bước, cái kia Định Hồn Châu cũng rơi trên mặt đất, hắn thấp giọng nói, luân hồi chi chủ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần áp chế lại nội tâm phần thiên đại kiếp, gằn từng chữ, người đến cùng là ai phái tới.
Mộ Dung U khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ một câu nói đẩy ra chính mình hết thảy, hoảng hốt vội nói, ta bất quá là lấy được Tinh Không Bỉ Ngạn một chút cơ duyên, ta không môn không phái, ai có thể phái ta tới. Nhưng mà một giây sau, một tiếng chấn thiên động địa long ngâm vang lên, thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ ở trong thiên địa vang vọng, chấn động đến mức sông núi run rẩy, giang hà đảo lưu, thậm chí Mộ Dung U ngũ tạng lục phủ đều có chút không dễ chịu. Diệp Thần tiến lên một bước, không môn không phái, ha ha, ta cùng nhau đi tới, mới thật sự là không môn không phái, ta biết cái loại người này mùi trên người. Mà ngươi, không chỉ không phải không môn không phái, ánh mắt của ngươi, mùi của ngươi, đều nói cho ta biết ngươi đến từ Cường Tông. Hơn nữa không phải không không lúc nào chống không Cường Tông. Là Tinh Không Bỉ Ngạn. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, cái kia cái gọi là Định Hồn Châu liền xuất hiện tại trước người hắn, nhưng thoáng qua liền bị vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong. Hảo một khỏa Định Hồn Châu, đáng tiếc hắn định không phải hồn, định là ta Diệp Thần chết đi. Muốn dùng này châu diệt ta hồn phách, Mộ Dung U, người nghĩ cướp đoạt ta hết thảy. Ta như cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Giờ khắc này, Mộ Dung U biết mình bại lộ. Hắn cảm nhận được Diệp Thần cùng huyết long áp bách, không do dự nữa, sau lưng cái kia một mực không ra khỏi vỏ khoan kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm có một khỏa sáng chói hạt châu. Đó là kiếm tâm thần châu. Là Diệp Thần nhìn thấy nổi bật nhất kiếm tâm thần châu. Thiên Khôi kiếm chủ người. Không chỉ như vậy, Mộ Dung U thậm chí lần này bại lộ, hắn hơi không cẩn thận, chắc chắn phải chết. Hắn trực tiếp ném ra sư tôn Vân Giật Phong lưu cho hắn một cái cổ ngọc. Cổ ngọc vỡ vụn, một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên trời, trong ánh sáng dần dần hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Đó là một đầu kiếm ma, thân hình cao lớn vô cùng, giống như một tòa thiết tháp. So Diệp Thần trước đây nhìn thấy quá hoang kiếm ma càng cường đại hơn. Kiếm ma toàn thân bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, trong sương mù thỉnh thoảng lóe ra ngọn lửa màu u lam. Nó tay cầm một thanh khổng lồ ma kiếm. Thân kiếm rộng lớn trầm trọng, trên lưỡi kiếm khắc đầy tà ác phù văn tản ra u lục sắc tia sáng, phảng phất tại nói tử vong nguyền rủa. Diệp Thần triệt để xác định Mộ Dung U thân phận, Thiên Khôi kiếm chủ giấu thật sâu. Hắn đang bố trí cái gì? Là bởi vì chính mình giết hắn đệ tử, vẫn là nói, trước đây vị kia nữ đệ tử phát hiện hắn đối với Thiên Khôi kiếm chủ sát ý. Hay là luân hồi nghĩa địa bí mật, bị hắn phát hiện. Tiếp đó phái người tới cướp đoạt chính mình hết thảy. Huyết Long, con xúc sinh này giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Mặc dù cái này kiếm ma rất cường đại, nhưng theo Diệp Thần thực lực tăng trưởng, Huyết Long cũng xưa đâu bằng nay. Hắn tin tưởng, Huyết Long có thể thôn vệ đầu này cái gọi là kiếm ma. Huyết Long nghe được câu này, nhìn thấy kiếm ma xuất hiện, không có sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn mà gào thét một tiếng, lập tức đong đưa thân rồng, Hoàng Kim Long chảo vung ra. Hướng về kiếm ma bỗng nhiên chụp tới. Trên long chảo lợi chảo lập lòe hàn quang, xé rách không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Kiếm ma cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, giơ lên ma kiếm, hướng về huyết long long chảo hung hăng bổ tới. Ma kiếm cùng long chảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vang lên hỏa hoa giống như sáng lạng pháo hoa chiếu sáng bầu trời. Mộ Dung U cũng không tỏ ra yếu kém, quanh thân nhật nguyệt chi lực hội tụ, vừa mới chuẩn bị xuất kiếm, một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ xuất hiện. Thiên hình múa kiếm. Diệp Thần cứ như vậy nhìn xem Mộ Dung U, tay bóp quyết, 12 thanh thiên hình kiếm từ thể nội bay ra, suy suy vang dội, kiếm khí vũ động, kiếm quang hội tụ thành sông, 12 thanh kiếm tể xuất, trực tiếp rơi vào Mộ Dung U quanh thân. Thậm chí có một kiếm xuyên thấu Mộ Dung U cái kia cầm kiếm tay. Có lẽ tại đại điển phía trước, người còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, người với ta mà nói, quá yếu. Thậm chí ngay cả xuất kiếm tư cách cũng không có. Diệp Thần âm thanh cứ như vậy vang vọng tại Mộ Dung U bên tai. Mộ Dung U còn nghĩ phản kháng, lại phát hiện cái này 12 thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm tất cả mang theo kinh khủng thiên hình kiếp phạt khí tức, phong lôi cuồn cuộn, thủy hỏa gào thét. Răng rắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tay phải của hắn chẳng biết tại sao trực tiếp chặt đứt. Kiếm trong tay càng là chẳng biết lúc nào tiêu thất. Thời khắc này Mộ Dung U mới phát hiện, hắn xa xa đánh giá thấp Diệp Thần. Dù cho phần thiên đại kiếp đem bộc phát, cũng đủ để chớp mắt gạt bỏ chính mình. Diệp Thần vuốt vuốt kiếm trong tay, trực tiếp đem kiếm tâm thần châu lấy xuống, cảm thụ được cái sau xúc cảm, hắn thản nhiên nói, ngươi không đáng ta lãng phí thời gian, một hơi thời gian, nói cho ta biết hết thảy, bằng không ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ so phần thiên đại kiếp thống khổ hơn đồ vật. Mộ Dung U biết Diệp Thần không có nói sai. Một giây sau,
hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Luân hồi chi chủ, là Vân Giật Phong phái ta tới. Hắn để ta tìm được sát hại sư muội người. Hắn để ta không nên khinh cử vọng động, không cần đả thảo kinh xà, lập tức bẩm báo, tiếp đó hắn tự mình chém chết uy hiếp. Chính là ngươi. Diệp Thần biểu lộ không thay đổi, chỉ những thứ này. Thật là tiễn ngươi lên đường. Mộ Dung U đại chấn, nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ta còn biết một cái bí mật lớn bằng trời, liên quan tới luân hồi. Liên quan tới luân hồi. Diệp Thần trước tiên nghĩ tới luân hồi mộ địa. Chẳng lẽ luân hồi nghĩa địa bí mật bị người phát hiện? Nói tiếp, Diệp Thần đạo. Mộ Dung U có chút e ngại liếc mắt nhìn Diệp Thần, lại nhìn về phía tinh không bỉ ngạn phương hướng. Hắn biết, chính mình một khi nói ra chuyện này, chú định không trở về được tinh không bỉ ngạn. Sư tôn Vân Giật Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình tên phản đồ này. Nhưng không nói, có thể hôm nay chính là của hắn tử kỳ. Hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Luân hồi chi chủ, tin tức này nếu như đối với ngài có giá trị, còn xin ngài nhất định buông tha ta. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi nói nhảm nữa, bí mật này ta cũng không muốn biết. Mộ Dung U tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, do dự một chút, vẫn là nói, Vân Giật Phong đến từ Tử Tiêu Thần Sơn, hắn là Thiên Khôi kiếm chủ thập đại đồ đệ một trong, hắn biết được không không lúc nào chỉ có người gây bất lợi cho bọn họ, mới phái ta đến đây điều tra, mà ngài vừa rồi kiếm trong tay tâm thần châu xuất từ Tử Tiêu Thần Sơn chi đỉnh. Tử Tiêu Thần Sơn có một đầu đặc thù khoáng mạch, thế gian hiếm thấy, cũng là Vân Giật Phong cùng Thiên Khôi kiếm chủ cường đại sức mạnh. Bọn hắn thậm chí dám cùng trụ thần khiêu chiến. Dám cùng trụ thần khiêu chiến. Khẩu khí thật lớn. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, đây cũng không phải là bắn tên không đích, sức mạnh tất nhiên đến từ đây là gì Tử Tiêu Thần Sơn. Diệp Thần con mắt híp lại, cái kia cái này cùng luân hồi có quan hệ gì? Mộ Dung U run rẩy thân thể tiếp tục nói, có một lần, Vân Giật Phong phái ta đi Tử Tiêu chi đỉnh lấy đồ vật, ta ngoài ý muốn nghe được một tin tức, đầu này đặc thù khoáng mạch là luân hồi táng huyết ngưng kết mà thành, ngài là luân hồi chi chủ, tòa này khoáng mạch đối với ngươi mà nói tất nhiên rất trọng yếu. Còn có, ta còn nghe nói, Tử Tiêu Thần Sơn dưới mặt đất, chôn giấu lấy một vị đã từng luân hồi quyền hành người cạnh tranh. Nhưng ta tại không không lúc nào khoảng không, chỉ biết là ngài là luân hồi chi chủ, trong này chắc chắn phát sinh cái gì bí mật không muốn người biết. Thiên Khôi kiếm chủ bọn hắn, quanh năm nghi thức, mưu toan tỉnh lại vị kia ngủ say cường giả. Diệp Thần thần sắc có chút trầm trọng. Luân hồi táng huyết là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối cùng luân hồi mộ địa có chút liên hệ. Bằng không thì luân hồi mộ địa cũng sẽ không như thế khát vọng nhận được luân hồi táng huyết tạo thành khoáng mạch chế tạo đồ vật. Hắn cũng biết Mộ Dung U không có bất kỳ cái gì nói láo có thể. Hắn xem như luân hồi chi chủ, đích xác có thể cảm thấy tinh không bỉ ngạn có một đạo ý chí tại từ nơi sâu xa kiềm chế lấy chính mình. Chẳng lẽ chính là cái kia Tử Tiêu Thần Sơn phía dưới chôn ra hỏa? Chỉ sợ Nhậm Tiền bối cùng Siva hẳn phải biết một vài thứ, lúc này mới không tiếc hết thảy ngăn cản hồn thiên đế. Luân hồi chi chủ, ta đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi, còn xin ngươi buông tha ta, tinh không bỉ ngạn ta là không về được, một khi bị sư phó biết ta bán rẻ hắn, ta chắc chắn phải chết. Mộ Dung U âm thanh vang lên lần nữa. Nhưng mà Diệp Thần không để ý đến, cách đó không xa, Huyết Long đã đem cái kia cái gọi là kiếm ma vô tình xé nát, Diệp Thần đôi mắt bình thản, cũng không nhìn một mắt, trực tiếp đem hắn vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong. Này đối luân hồi mộ địa tới nói, cũng là không tệ chất dinh dưỡng. Huyết Long, còn lại giao cho ngươi. Nói xong, Diệp Thần liền rời đi, trong cơ thể hắn phản thiên đại kiếp sắp không áp chế được nữa. Võ tổ một khi chống đỡ không nổi, hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung U gặp Diệp Thần phải ly khai, vội vàng lớn tiếng nói, luân hồi chi chủ, ngươi đừng đi. Ngươi bội bạc. Diệp Thần cười lạnh, ta đích xác không động thủ, nhưng Huyết Long có động thủ hay không, ta cũng không biết. Hoặc, ngươi có thể van cầu hắn. Tiếng nói vừa ra, một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng đất trời. Mà Mộ Dung U cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Diệp Thần không có chút nào thèm quan tâm Mộ Dung U sinh tử, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn dưới mắt chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây, trở lại luân hồi trận doanh. Ngay tại hắn phải ly khai Phạn Thiên Thánh Địa lúc, dị biến chợt hiện, một lão già quỷ dị một dạng xuất hiện, ngăn ở trước mặt hắn. Lại là quốc sư Phạm Cô Hồng. Vốn là Phạm Cô Hồng sẽ không đuổi kịp hắn, cũng là bởi vì bị cái này Mộ Dung U trì hoãn phút chốc. Đáng chết! Luân hồi chi chủ, người chiến thắng hồn thiên đế, ép hắn nghèo túng phi thăng,
không không lúc nào khoảng không rốt cuộc không cần chịu hồn tộc hung đồ xâm bức, người có thiên đại công lao. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao, còn xin dừng lại mấy ngày, ta cổ phản quốc nghĩ thiết yến chúc mừng. Quốc sư mỉm cười, rất khách khí hướng Diệp Thần nói. Lăn đi. Diệp Thần lông mày nhướn lên, không cho phép bất luận kẻ nào lại đến kéo chính mình, hắn một cước đá ra, càng đem quốc sư đá bay ra ngoài. Quốc sư lập tức thổ huyết, xương cốt vỡ nát, giãy giụa bò lên, nói, luân hồi chi chủ, chúng ta là có cái gì hiểu lầm sao? Diệp Thần giận dữ, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng phát hiện không gian xung quanh đã bị vặn vẹo, là một loại nhiễu sóng vặn vẹo, nhưng không dễ dàng phá giải. Thân hình hắn một chút trì trệ, lại nghe sau lưng ôi một tiếng kinh hô, sau đó là xùy một tiếng. Mà giờ khắc này cách đó không xa võ tổ nơi đó cũng là có chút dị biến, hắn mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì cũng không có ý nghĩa, viên kia xá lợi tử, cuối cùng vẫn là thoát ly bàn tay hắn trưởng khống, hóa thành một tia kim quang, cực tốc hướng Diệp Thần phương hướng phóng tới. Võ tổ sức mạnh hội tụ, còn nghĩ đuổi theo, thế nhưng xá lợi tử tốc độ thực sự quá nhanh. Căn bản đuổi không kịp. Diệp Thần tự nhiên cũng cảm nhận được cực hạn nguy cơ, hắn bị hai lần dây dưa, bây giờ tránh cũng không thể tránh, phốc một chút, kim quang bắn vào, hắn lập tức trừng to mắt, chỉ cảm thấy viên kia xá lợi tử, hòa tan thành cuồn cuộn ngập trời năng lượng, xông vào hắn toàn thân bên trong. Chỉ một thoáng, Diệp Thần tu vi, từ thiên đế cảnh tầng 4 đỉnh phong, tiêu thăng đến 5 tầng trời sơ giai, 5 tầng trời trung giai, 5 tầng trời cao giai, cuối cùng lại tiêu thăng đến 5 tầng trời tầng thứ đỉnh phong. Xá lợi tử mang tới bàng bạc năng lượng, để hắn tấn mãnh đột phá. Nhưng, xá lợi tử bên trong ẩn chứa tai nạn khí tức, cái kia cỗ phần thiên đại kiếp năng lượng, cũng lắng đọng đến hắn trong đan điền đi. Đan điền của hắn, một mực liền có phần thiên đại kiếp năng lượng lắng đọng lấy, như ngủ say núi lửa, tại hắn áp chế cùng điều hòa lại, không có bộc phát mà thôi. Nhưng bây giờ, viên này xá lợi tử dung nhập, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, xá lợi tử ẩn chứa phần thiên đại kiếp năng lượng. Tựa như một cái kíp nổ, đem Diệp Thần đan điền ngủ say núi lửa, một chút dẫn nổ. Oanh! Chỉ một thoáng, Diệp Thần chỉ cảm thấy thể nội núi lửa bộc phát, hung mãnh kinh khủng kiếp hỏa, từ đan điền luồn lên, trong nháy mắt đốt lửa toàn thân, ám hồng sắc như nham tương một dạng liệt diễm, từ hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông phun ra tới. Ách! A! À. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nóng bỏng kịch liệt đau nhức, lan tràn toàn thân, mãnh liệt kiếp hỏa đốt cháy, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Không chỉ là bên ngoài thân đang thiêu đốt, Diệp Thần cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh mạch, cũng tại điên cuồng thiêu đốt, huyết dịch tựa hồ trở thành dung nham, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác muốn bao phủ lý trí, tại cực lớn phòng bị hành hạ, Diệp Thần nghĩ tới chết. Hắn nghĩ huy kiếm tự sát, nhưng dưới sự đau nhức, mà ngay cả rút kiếm khí lực cũng không có, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết phát tiết đau đớn, trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn. Diệp Thần, võ tổ kinh hãi thất sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần phần thiên đại kiếp, thế mà trực tiếp nổ tung. Diệp Thần trong thống khổ, ý thức đều mơ hồ, hắn mơ hồ nhìn thấy Nguyên Thiên Đế cùng võ tổ xông lại, muốn giải cứu chính mình, nhưng trên người hắn nổ tung thiêu đốt kiếp hỏa, lại lệnh hai người cũng không dám tới gần. Rất nhanh, Diệp Thần trực tiếp xỉu, ý thức lâm vào bóng tối vô biên bên trong. Tinh không bỉ ngạn một chỗ địa giới. Một tòa cổ xưa hùng vĩ mâm tròn yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Mâm tròn phía trên, phù văn lấp lóe. Trận pháp tia sáng giống như u lam quỷ hỏa, tại làm bằng đá đường vân ở giữa nhảy lên lấp lóe, tản ra một loại cổ xưa khí tức thần bí. Nhậm Phi Phàm lẳng lặng nằm ở vòng tròn trung ương, thân thể của hắn vết thương chồng chất, quần áo phá toái không chịu nổi, phía trên dính đầy vết máu. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, nguyên bản không sợ hết thảy hai con ngươi gắt gao mấp máy, cả người không sinh khí chút nào mà sa vào trong hôn mê. Chung quanh hắn trận pháp tia sáng thỉnh thoảng lấp lóe tại miệng vết thương của hắn phía trên, dường như đang cố gắng chữa trị hắn cái kia trăm ngàn lỗ thủng cơ thể, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Siva nhìn xem Nhậm Phi Phàm, đôi mắt phức tạp, người cùng Diệp Thần thực sự là cá mè một lứa, một cái bị tinh không bỉ ngạn ý chí trọng thương, một cái bị phần thiên đại kiếp trọng thương. Bất quá ngươi so Diệp Thần tốt hơn nhiều. Diệp Thần tình trạng hôm nay, tại không không lúc nào khoảng không, có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mà ngươi, Nhậm Phi Phàm, ta sẽ không nhường ngươi chết. Siva đứng tại mâm tròn biên giới, hai tay chậm rãi nâng lên. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ truyền đến, trầm thấp và thần bí, mỗi một cái âm tiết đều giống như tại tỉnh lại ngủ say cổ lão sức mạnh. Theo hắn ngâm sướng, cặp mắt của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang sáng tỏ, quang mang kia giống như thiêu đốt hỏa diễm,
nhưng lại mang theo một loại băng lãnh thâm thúy. Có lẽ bởi vì Shiva ra tay, mâm tròn chung quanh nguyên bản u lam tia sáng bắt đầu dần dần chuyển biến làm nóng bỏng màu đỏ, tia sáng trở nên càng mãnh liệt, giống như một vòng sắp tảng sáng mặt trời đỏ, đem toàn bộ mâm tròn đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng chói mắt bên trong. Trong chốc lát, Nhậm Phi Phàm quanh thân lưu động phù văn phảng phất chịu đến cỗ này lực lượng cường đại ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ đã biến thành từng đạo quang mang. Những thứ này quang mang giống như là có sinh mệnh, dần dần đem thân thể của hắn bao vây lại. Tại tia sáng bọc vào, Nhậm Phi Phàm cơ thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lông mày của hắn nhíu chặt, dường như đang thừa nhận thống khổ to lớn, lại giống như đang cùng vô hình nào đó sức mạnh làm chống lại. Đột nhiên, cổ họng của hắn bên trong phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, đây là hắn lâm vào hôn mê đến nay thanh âm đầu tiên, giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đông, mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sinh cơ. Shiva liếc mắt nhìn, ánh mắt bình tĩnh, ngươi nên tỉnh. Nói xong, Nhậm Phi Phàm vết thương trên người thế mà quỷ dị bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mấy tức sau đó, Nhậm Phi Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn mang theo mê mang cùng hoang mang, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Hắn thấy được đứng tại mâm tròn ranh giới Shiva, cũng biết xảy ra chuyện gì, mở miệng nói, Shiva, cảm tạ, lại làm phiền ngươi. Shiva lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, hôm đó ta thờ ơ lạnh nhạt, ta cũng có trách nhiệm. Nhậm Phi Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gian khổ đứng dậy, Diệp Thần. Diệp Thần thế nào? Shiva trầm mặc phút chốc, đột nhiên nói, ngươi tốt hơn hắn chút, hắn. Có lẽ sắp chết. Không không lúc nào khoảng không. Không biết qua bao lâu. Có thể một hơi, có thể một tháng, có thể 10 năm. Tí tách, tí tách, tí tách. Tại bóng tối vô tận bên trong, thời gian phảng phất đình trệ, Diệp Thần dần dần nghe được một hồi tí tách âm thanh, giống như là giọt nước rơi âm thanh, lại hình như là nước mắt trượt xuống. Hắn gặp được một tia quang, thuần trắng thần thánh quang, quang huy bên trong, có một cái rảo khiết vô hạ nữ tử, đó là Lăng Xương Tiên Tử, nàng toàn thân không mảnh vải che thân, trắng như tuyết mềm mại thân thể, có thể đụng tay đến. Diệp Thần thấy được cái này một tia quang, thấy được Lăng Xương Tiên Tử cơ thể, tựa hồ thấy được cứu rỗi, hắn đứng dậy, đi về phía trước, lảo đảo nghiêng ngã đi đến, đưa tay đi chạm đến cái kia một tia quang. Làm hắn cuối cùng chạm đến, hắn toàn thân khiến cho dùng mình một cái, hai mắt mở ra, đột nhiên từ hoảng hốt trong mộng cảnh tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh. Diệp Thần vừa tỉnh dậy, liền nghe được một âm thanh ôn hòa, nghiêng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy một cái thanh thuần động lòng người thiếu nữ, ngủ ở bên người mình. Hai người cũng là không mảnh vải che thân bộ dáng. Lăng Xương Tiên Tử. Diệp Thần ngẩn ngơ, thiếu nữ kia chính là Lăng Xương Tiên Tử, hắn bây giờ tỉnh, cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, giãy giụa ngồi dậy, lẩm bẩm nói. Ta còn chưa có chết. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tại một cái u ám thế giới dưới đất bên trong, bên cạnh có một cái tế đàn, mảnh đất này thế giới bên dưới rất quen thuộc, là Nguyên Thiên Đế bên dưới cung điện thế giới, trước đây rèn luyện sinh tử phong thần bi sân bãi chỗ. Trên tế đàn kia, đang lơ lửng một tòa cổ lão bia đá, chính là sinh tử phong thần bi. Sinh tử phong thần bi tản mát ra từng sợi nhu hòa dư thừa sinh cơ, không ngừng tư dưỡng Diệp Thần cơ thể. Diệp Thần sờ lên thân thể của mình, phát hiện cơ bắp so trước đó cường tráng rất nhiều, tu vi khách quan dĩ vãng, lại đột phá, đạt đến thiên đế cảnh 6 tầng trời tình cảnh. Trong trí nhớ, hắn dung hợp phần thứ 2 phản thiên quyền hành, trực tiếp dẫn nổ phần thiên đại kiếp, có tấn diệt nguy hiểm. Diệp Thần cho là mình phải chết thật, không nghĩ tới hiện tại hoàn hảo việc làm tốt lấy, hơn nữa so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường tráng hữu lực, chính là vừa mới tỉnh lại, đầu còn đau dữ dội, bất quá cổ đau đớn này, cũng giống như thủy triều cấp tốc rút đi, tinh thần hắn dần dần hoạt động mạnh, rất nhiều ngày cơ từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Người hôn mê hơn một tháng, may mắn có Nguyên Thiên Đế sinh tử phong thần bi, bằng không thì chỉ dựa vào ta, cũng không cứu được ngươi. Lăng Xương Tiên Tử chậm rãi mặc xong quần áo, cũng đem Diệp Thần quần áo ném cho hắn. Ta hôn mê hơn một tháng sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói, ánh mắt ngưng luyện, thiên cơ nhìn rõ, dần dần rõ ràng thấy được khoảng thời gian này hình ảnh. Hắn phần thiên đại kiếp bộc phát, Nguyên Thiên Đế tiêu hao rất lớn tâm huyết, ổn định tính mạng của hắn, Lăng Xương Tiên Tử lại ra tay, lấy vô thượng thánh quang bí pháp, hóa giải Diệp Thần kiếp hỏa. Vốn là thần sắc đẹp cũng nghĩ ra tay, nhưng nàng tựa hồ bị người nào áp chế lại, không cách nào tự mình cứu chữa Diệp Thần. Đến nỗi Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng bọn người, các nàng có trụ thần quyền chui, còn tại khai phát bên trong, đối mặt Diệp Thần nổ tung phần thiên đại kiếp, lại là thúc thủ vô sách.
Cảm ơn ngươi thay ta chém xuống sáng thế nhánh cây, ta có vững chắc cơ thạch, có thể phi thăng. Ta cứu ngươi, là trước khi phi thăng hồi báo. Nhưng, ngươi kiếp nạn, cũng không có vượt qua, về sau phần thiên đại kiếp còn có thể bộc phát, ta có thể cứu ngươi một lần, không cứu được ngươi một thế. Lăng Xương tiên tử tay cầm ra một đoạn nhánh cây, chính là Diệp Thần giúp hắn chém xuống sáng thế chi thụ nhánh cây. Ánh mắt nàng sâu kín nhìn xem Diệp Thần, ngươi có thể sẽ chết, luân hồi chi chủ, ngươi gánh chịu quá nhiều. Diệp Thần không nói gì, đúng vậy a, hắn thân thể này, gánh chịu quá nhiều. Phạn Thiên quyền hành, Vi Giờ Nu quyền hành, Quang Chi Tử ý chí, vực sâu u ác tính khí tức, hắn đã nhận lấy quá nhiều. Lăng Xương tiên tử bờ môi lại gần, hôn lên môi hắn một cái, ánh mắt mê ly nói. Ta phải đi, giữa chúng ta nhân quả, đến chỗ này kết, người có cái gì di ngôn muốn giao phó sao? Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nói đến ta giống như lập tức liền muốn chết đi một dạng. Lăng Xương tiên tử một hồi thương cảm buồn bã, nói, ngươi bây giờ không chết, cũng không xê xích gì nhiều, phần thiên đại kiếp sẽ còn tiếp tục bộc phát, ngươi như thế nào chịu được? Trụ thần đều gánh không được, ngươi một cái trong mắt bọn hắn như kẻ như run rế, có thể chống đỡ được. Diệp Thần trầm mặc, cảm thụ một chút thân thể của mình, quả nhiên liền cảm giác trong đan điền, phần thiên đại kiếp như dục dịch núi lửa, tùy thời muốn nổ tung. Trước đó hắn không sử dụng trụ thần quyền chui trạng thái, phần thiên đại kiếp cũng sẽ không bộc phát, nhưng bây giờ, theo hắn dung hợp trụ thần quyền chui, càng ngày càng nhiều, nhiều loại khí tức phối hợp xung đột phía dưới, trong đan điền núi lửa, lại là muốn biến thành núi lửa hoạt động, muốn kéo dài không ngừng phun trào. Theo lý thuyết, hắn phần thiên đại kiếp, sẽ kéo dài không ngừng bộc phát, mãi đến đem hắn thiêu đốt thành tro. Bây giờ không có bộc phát, chỉ là bão táp trước giờ, nhìn như yên tĩnh, trên thực tế, trận tiếp theo đáng sợ phong bạo, cũng tại nổi lên. Cảm nhận được sao? Lăng Xương tiên tử nói. Diệp Thần sờ lấy bụng mình, cười khổ một tiếng, nói cảm nhận được, đích xác, cái này phần thiên đại kiếp, đã từ một tòa núi lửa chết, biến thành núi lửa hoạt động, thật muốn đem ta tẫn diệt thành cho tàn a. Lăng Xương tiên tử nói, ngươi có cái gì di ngôn, cần ta cùng Nhậm Phi Phàm nói sao? Ta lập tức muốn phi thăng, ta không thể lại lưu lại không không lúc nào khoảng không, một cái, ánh sáng của bầu trời thần thủy triều tịch, rất có thể đem ta bao phủ, thứ hai, Quy Khư đại kiếp cũng sắp đến rồi, ta nhất thiết phải đuổi tại tận thế đến phía trước rời đi. Di ngôn sao? Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, đạo, ngươi liền nói cho Nhậm tiền bối, thay ta cảm tạ hắn thủ hộ. Nếu là cái này phần thiên đại kiếp, ta không độ được, đó là ta mệnh nên như thế, hắn đã kết thúc hắn thủ hộ chức trách. Chỉ tiếc, một khi ta bị đại kiếp bao phủ, thân hồn tẫn diệt, luân hồi pháp tắc cũng nhất định sẽ thành cho, sẽ không còn có luân hồi hỏa trùng tồn tại. Nguyên bản Nhậm Phi Phàm cùng Siva kế hoạch, là hai người phi thăng tinh không bị ngạn sau, lưu một đầu đường lui, vạn nhất Diệp Thần chết ở Quy Khư trong đại kiếp, cái kia cũng có một chút luân hồi hỏa trùng tồn tại, Nhậm Phi Phàm có thể truyền thừa luân hồi ý chí, tiếp tục đi tới đích. Nhưng mà, bây giờ Diệp Thần gặp phải phần thiên đại kiếp đốt người nguy hiểm, một khi bị phần thiên đại kiếp tiêu diệt, hắn cũng sẽ không lại có cái gì hỏa trùng tồn tại, đến lúc đó vạn đạo thành khoảng không, tất cả quá khứ, tất cả đối với tương lai hy vọng, đều biết trở thành bọt nước. Hảo, ta sẽ đem ngươi mà nói, chuyển cáo cho Nhậm Phi Phàm. Bất quá luân hồi hỏa trùng, ta cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy dập tắt. Không có ngươi, có lẽ lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cũng sẽ có người đứng ra. Nhưng chắc chắn không phải Nhậm Phi Phàm. Vĩnh biệt, luân hồi chi chủ. Tương lai thế giới này không có ngươi, ta thật đáng tiếc. Nhưng ta sẽ lấy quang ký ức, nhưng ngươi vĩnh viễn tồn tại trong ý thức của ta. Lăng Xương tiên tử lại tại Diệp Thần trên mặt hôn một cái, Diệp Thần dù sao cũng là nàng nam nhân duy nhất, nhìn thấy Diệp Thần muốn tẫn diệt thành cho, nàng cũng là 10 phần thương cảm, chảy xuống 2 hàng thanh lệ. Nước mắt bên trong, nàng thân thể không ngừng phóng ra bạch quang, đến cuối cùng, cả người nàng đều biến thành quang, tung bay thượng thiên, dung nhập hư không. Diệp Thần ngơ ngẩn nhìn xem, có thể cảm giác được, Lăng Xương tiên tử đã dung nhập trong ngàn vạn sợi quang huy, theo ánh sáng của bầu trời cùng một chỗ thăng lên tinh không bỉ ngạn. Thân là ánh sáng của bầu trời thần thủy tinh linh nàng, bản thân liền là một quả hạt ánh sáng, muốn phi thăng quá đơn giản, nàng khốn nhiễu, là sau khi phi thăng không cách nào bảo trì tự thân ý thức, nhưng Diệp Thần giúp nàng tìm một đoạn sáng thế chi thụ nhánh cây, coi đây là cơ thạch, nàng pháp tắc có thể vững chắc xuống, sau khi phi thăng cũng có thể bảo trì bản thân ý thức, sẽ không phai mờ vào trong vô tận ánh sáng của bầu trời. Tại Lăng Xương tiên tử sau khi phi thăng, Diệp Thần không nói gì thật lâu, sau đó nghe được có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ thấy được một cái xinh đẹp nở nang nữ tử, mang theo nước mắt,
chạy mà đến, chính là thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp tỷ tỷ. Diệp Thần nhìn thấy thần sắc đẹp đến, trong lòng ấm áp, nói một tiếng. Thần sắc đẹp lao đến, một chút đem Diệp Thần ôm lấy, chảy nước mắt nói, thật xin lỗi, Diệp Thần, thật sự, thật xin lỗi. Diệp Thần cảm giác thần sắc đẹp nước mắt, trượt vào bờ môi của mình bên trong, mang theo điểm khổ chát chát, hắn nói. Thần sắc đẹp tỷ tỷ, không cần phải nói thật xin lỗi. Thần sắc đẹp nâng hắn khuôn mặt, tại trên môi hắn hôn một lúc lâu, nói. Ngươi thâm thụ đại kiếp nỗi khổ, ta hẳn là cứu ngươi, nhưng ta không thể, ta không thể. Diệp Thần nói, thế nào? Hắn kỳ thực cũng nghi hoặc, chính mình tiếp nhận phần thiên đại kiếp khổ sở thời điểm, thần sắc đẹp vì sao không cứu? Thần sắc đẹp nắm giữ thuần mỹ quyền hành, hội tụ thế gian hết thảy mỹ hảo, đối với đủ loại đại kiếp tai hại, có phi thường cường đại hóa giải hiệu quả. Nếu như thần sắc đẹp xuất thủ, so Lăng Xương tiên tử ra tay hiệu quả muốn tốt hơn. Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy đến, thần sắc đẹp hẳn là có cái gì nỗi khổ tâm, bị người chế trụ, không cách nào xuất thủ cứu nàng. Thần sắc đẹp chỉ là chảy nước mắt ôm Diệp Thần, cũng không nói chuyện. Đạp, đạp, đạp. Lại là một hồi tiếng bước chân truyền đến. Nguyên Thiên Đế đến. Nguyên Thiên Đế nhìn xem thần sắc đẹp rơi lệ cùng Diệp Thần ôm nhau bộ dáng, biểu lộ có chút phức tạp. Diệp Thần trong lòng mơ hồ có điểm cảm giác không ổn, kêu lên, Nguyên Thiên Đế tiền bối. Nguyên Thiên Đế thở dài, Diệp Thần, có lỗi với. Diệp Thần thần sắc cổ quái, nói, như thế nào? Nguyên Thiên Đế nói, lấy thần sắc đẹp thuần mỹ quyền hành, kỳ thực nàng xả thân mà nói, có thể hóa giải ngươi phần thiên đại kiếp, coi như không cách nào hóa giải, cũng có thể áp chế, thuần mỹ là vực sâu đại địch, thuần mỹ là thần thánh nhất quang. Ta ban sơ sáng tạo thần sắc đẹp, chỉ là hội tụ thế gian lòng người nguyện vọng tốt đẹp, để cầu cùng xấu thần đối kháng, nhưng cho đến ngày nay, thần sắc đẹp đi ra con đường của mình, nàng đạo, là thần thánh quang minh đường bằng phẳng, nàng lệnh hư vô mở mịt quang, có chân thực đồ đằng, chính là thuần mỹ đồ đằng. Thậm chí ngay cả Thái Sơ, đều công nhận nàng, nàng lại là ánh sáng mặt trời thánh nữ, không, phải nói là thánh mẫu, nàng có thể hóa giải vực sâu. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ giật mình, ngắm nhìn thần sắc đẹp, cũng cảm giác thần sắc đẹp toàn thân đang phát sáng, đó là vô cùng thần thánh vô cùng tinh khiết quang hoa. Nếu như nói thế gian tồn tại quang chi tử mà nói, cái kia thần sắc đẹp chính là quang thánh nữ, không, vị cách thậm chí muốn tiến thêm một bước, là quang thánh mẫu. Thái Sơ là thánh phụ, thần sắc đẹp chính là thánh mẫu. Tại thần sắc đẹp trên thân, đã có Thái Sơ chúc phúc. Vậy tại sao không để cho thần sắc đẹp tới cứu chuộc ta? Diệp Thần vấn đạo, hắn cảm giác trong cơ thể mình phần thiên đại kiếp, cũng không phải là bệnh nan y, cũng không phải là không có cứu rỗi khả năng. Nếu như thần sắc đẹp chịu ra tay, hắn có thể được đến cứu rỗi. Nguyên Thiên Đế nói, bởi vì, thần sắc đẹp tương lai muốn làm ánh sáng mặt trời thánh mẫu, người còn không hiểu không? Luân hồi chi chủ. Thái Sơ là ánh sáng mặt trời thánh phụ, hắn có sắc phong thần sắc đẹp vì thánh mẫu uy nghĩ. Hiểu không, Thái Sơ chịu vực sâu u ác tính ký sinh, vốn không thể cứu chữa, nhưng thần sắc đẹp tồn tại, lại có thể phá diệt u ác tính. Nàng muốn đi cứu rỗi Thái Sơ, liền không cứu được ngươi. Diệp Thần nội tâm đại chấn, lập tức toàn bộ hiểu rồi. Thần sắc đẹp muốn làm thánh mẫu, chính là muốn trở thành Thái Sơ nữ nhân, cao quý như vậy thần thánh tồn tại, như thế nào đến phiên hắn tới nhúng chàm. Thậm chí, hắn là quang chi tử, đối mặt thần sắc đẹp cái này thánh mẫu, có thể còn muốn kêu một tiếng mẫu hậu. Thế giới này tại thời khắc này phảng phất triệt để điên cuồng. Nhưng võ đạo thế giới, lại là tàn khốc như vậy. Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh hãi, đây là cái đạo lý gì? Hắn cùng thần sắc đẹp rõ ràng lẫn nhau có chút không hiểu tình cảm, bây giờ không hiểu thấu lại trở thành loại quan hệ này. Quả thực là hoang đường. Nguyên Thiên Đế nói, người bây giờ có hai lựa chọn, Diệp Thần, buông ra đối quang chi ý chí phong tỏa, để ánh sáng của bầu trời đoạt xá thân thể ngươi, ngươi sẽ chết đi, nhưng ngươi hy sinh, sẽ không uổng phí, đạo thống của ngươi, quang chi tử sẽ kế thừa. Cũng chỉ có để ánh sáng của bầu trời hoàn toàn dung nhập thân thể của ngươi, ngươi mới có đầy đủ năng lực đi đối kháng phần thiên đại kiếp. Đến lúc đó người dù chết đi, nhưng quang chi tử tân sinh, vĩnh hằng quang minh liền có thể thiết lập, vực sâu cũng nhất định đem hủy diệt, người chết lại là thế gian quang vinh lớn nhất. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nhìn chòng chọc vào Nguyên Thiên Đế, nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta không có vĩ đại như vậy. Còn có, ánh sáng của bầu trời chấm dứt ta chuyện gì? Thế giới này có người xưng ta vì quang chi tử, nhưng ta chỉ là Diệp Thần, ai cũng không có tư cách cho ta định nghĩa.
Cho dù là chịu đại kiếp dày vò hôn mê, Diệp Thần đối quang chi ý chí phong tỏa, cũng không có buông lỏng. Hắn trong đại não, còn có từng cái xích sắt, khóa lại ánh sáng của bầu trời. Bề mặt cơ thể hắn xích sắt, cũng tại phần thiên đại kiếp kiếp hỏa bên trong tấn diệt, nhưng đại não phong ấn lại chưa từng có chút buông lỏng. Cái này đã trở thành Diệp Thần bản năng, hắn cho dù chết, cũng không khả năng tùy ý quang ý chí, đoạt xá chính mình. Bây giờ thanh tỉnh, hắn còn muốn tăng cường phong ấn, khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc, dốc vốn hướng về đại não quấn quanh mà đi, Diệp Thần bên ngoài thân rất nhanh lại bốc lên từng cái giam cầm xích sắt. Nguyên Thiên Đế thấy cảnh này, da mặt co rúm, thở dài một tiếng. Tiền bối, người bây giờ muốn giết chết ta, để quang chi tử thay thế ta sao? Diệp Thần nhìn xem Nguyên Thiên Đế, đạo. Nguyên Thiên Đế trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói, ta đánh không lại ngươi. Diệp Thần thực lực đã rất cường đại, cho dù là Nguyên Thiên Đế, tại không không lúc nào chống không pháp tắc phía dưới, cũng không nhất định đánh thắng được Diệp Thần. Huống chi, còn có thần sắc đẹp ở bên thủ hộ lấy. Tại Diệp Thần lúc hôn mê, Nguyên Thiên Đế đích xác có giết chết Diệp Thần, để quang chi tử thay vào đó ý nghĩ, đây là lợi ích cân nhắc được đi ra sách lược. Mặc dù hắn cũng rất ưa thích Diệp Thần, nhưng vì lâu dài hơn tương lai, vì đối kháng vực sâu, vì thiết lập vĩnh hằng quang minh thế giới, từ góc độ của hắn tới nói, hiển nhiên là giết chết Diệp Thần, để quang chi tử thay vào đó tốt hơn. Diệp Thần cũng biết rõ, hắn cũng không trách Nguyên Thiên Đế. Không thể thương tổn Diệp Thần. Thần sắc đẹp ôm thật chặt Diệp Thần, nàng biết rõ hết thảy, nhưng nàng lại không nghĩ để Diệp Thần chịu đến bất kỳ tổn thương, tình nguyện chính mình chết đi cũng tốt. Diệp Thần trong lòng ấm áp, thế gian này, vẫn có đáng giá tuyệt đối tín nhiệm người, hắn rất cảm kích thần sắc đẹp thủ hộ. Hắn cũng biết, nếu như không phải thần sắc đẹp thủ hộ, tại hắn lúc hôn mê, Nguyên Thiên Đế có thể sẽ phải động thủ. Mà từ Diệp Thần góc độ của mình tới nói, vô luận có bao nhiêu đường hoàng vĩ đại huy hoàng lý do, hắn đều không thể tùy ý người khác ý chí, cướp đoạt thân thể của mình. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục phong tỏa quang ý chí, chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh, không đủ để đối kháng phần thiên đại kiếp, thân thể của hắn sẽ bị kiếp hỏa đốt thành tro. Đến lúc đó, hắn trong đại não, quang ý chí, cũng biết triệt để chôn vùi. Đây là song thua hạ tràng. Nhưng song thua tốt hơn chỉ có chính mình thua, Diệp Thần không thể nào tiếp thu được người khác thay thế thân thể của mình. Nguyên Thiên Đế thở dài một tiếng, bây giờ thần sắc đẹp ôm ấp lấy Diệp Thần, một màn này hình ảnh, tựa như mẫu thân ôm mình hài tử, hắn thấy, cũng thấy 10 phần không đành lòng, nhưng vì quang minh hơn tương lai, có nhiều thứ, có chút tình cảm riêng tư, nhất định phải chặt đứt. Luân hồi chi chủ, 3 ngày sau đó, sẽ có tinh không bỉ ngạn sứ giả buông xuống, kế tục thái sơ sứ mệnh, mang thần sắc đẹp đi bỉ ngạn thế giới, lên ngôi vì ánh sáng của bầu trời thánh mẫu. 3 ngày này, các ngươi có thể làm sau cùng đoàn tụ, cái này cũng là các ngươi sau cùng thời gian. Ngươi phải nhớ kỹ, luân hồi chi chủ, thần sắc đẹp là tương lai ánh sáng của bầu trời thánh mẫu, ngươi không thể khinh nhờn nàng, ngươi nếu là tiết độc nàng, chính là khinh nhờn thái sơ, sẽ có kinh thiên thần phạt buông xuống diệt sát ngươi. Nhậm Phi Phàm vẻn vẹn nhận lấy một chút thần phạt, đều suýt nữa vẫn lạc. Cảnh giới của hắn đều như vậy, lại càng không cần phải nói ngươi. Ngươi chỉ có thể thần hồn câu diệt. Nguyên Thiên Đế trịnh trọng nói. Diệp Thần nghe được Nhậm Phi Phàm 3 chữ, thần sắc nghiêm túc, liền vội vàng hỏi, Nguyên Thiên Đế, Nhậm tiền bối thế nào? Đầu nguồn đế lạnh lùng nói, hắn vì cho ngươi hộ đạo, vì trọng thương hồn thiên đế, ngươi hẳn là cũng thấy được, nhưng hắn thừa nhận đại giới, chính là cái kia tinh không bỉ ngạn thần phạt. Nếu không phải Siva, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp chỉ là không nói gì. Nguyên Thiên Đế cũng trầm mặc nhìn xem hai người, cuối cùng quay người rời đi, trong miệng thì thào nhắc tới, oan nghiệt, oan nghiệt. Đợi đến Nguyên Thiên Đế đi, thần sắc đẹp cùng Diệp Thần vẫn là trầm mặc, nhìn nhau lấy đối phương. Thần sắc đẹp chỉ là rơi lệ, nâng Diệp Thần khuôn mặt không ngừng hôn lấy. Diệp Thần đột nhiên như dã thú phát cuồng, suy một tiếng, xé toang y phục của nàng, mảng lớn trắng như tuyết phấn nhuận da thịt lộ ra. Hắn cắn răng đem thần sắc đẹp đặt ở dưới thân, cầm chặt lấy nàng trắng muốt cổ tay, ánh mắt cũng như dã thú nhìn chằm chằm nàng. Thần sắc đẹp vẫn là chảy nước mắt, nói có lỗi với, Diệp Thần, ta nghĩ, nhưng ta không thể. Diệp Thần nhìn xem thần sắc đẹp thê tuyệt gương mặt, như giật điện run rẩy, nhìn về phía thần sắc đẹp trắng muốt cổ tay, lại thấy được một khỏa thủ cung sa, thế nhưng thủ cung sa không phải màu đỏ, mà là thần thánh màu trắng, như một điểm lắng đọng quang. Diệp Thần muốn làm những gì? Thế nhưng khỏa thủ cung sa, phóng xuất ra êm ái quang, bao lại thần sắc đẹp toàn thân đều đang phát sáng, như bọc lấy một lớp màng,
nhìn như nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể phá mất, nhưng Diệp Thần chính là không phá hết. Tầng này ánh sáng nhu hòa hội tụ mà thành màng, lại như một tầng dày bức tường ngăn cản. Hắn cùng thần sắc đẹp ở giữa, liền cách tầng này thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Ta đã là thân bất do kỷ, Diệp Thần, Thái Sơ ban cho chúc phúc, cũng ban thưởng ta giam cầm. Ta muốn cứu ngươi, nhưng ta làm không được. Tay ta trên cổ tay viên này ánh sáng của bầu trời thủ cung xa, tựa như một cái cấm kỵ lạc ấn, ta có bất kỳ tiết độc ý niệm, liền có sắc bén đâm nhói ra thân. Ta đã nói với ngươi, trong lúc hô hấp, tựa như nuốt vào 1000 cây 1000 cây châm, đây là Thái Sơ trừng phạt, hắn không muốn ta với ngươi thân cận. Thần sắc đẹp không ngừng chảy nước mắt, âm thanh thảm thiết buồn bã. Diệp Thần thân thể phát run, có thể cảm nhận được thần sắc đẹp đau đớn, một nửa là đối với thân bất do kỷ, không tự do đau đớn, một nửa khác là nhục thân nhói nhói mang tới chân thực đau đớn, là Thái Sơ hàng phạt. Có lỗi với. Diệp Thần buông lỏng ra thần sắc đẹp, yên lặng tĩnh tọa. Có viên kia ánh sáng của bầu trời thủ cung xa tồn tại, thần sắc đẹp trên thân như bao phủ một tầng màng ánh sáng, hai người coi như muốn xâm nhập giao lưu, muốn làm ra cái gì thiết độc sự tình, cũng là vạn vạn làm không được. Chính vì vậy, Nguyên Thiên Đế mới yên tâm để cho hai người một chỗ. Diệp Thần lâm vào mê mang bên trong lúc nhất thời, không biết đi con đường nào. Trước đó coi như đối kháng trụ thần, hắn cũng có phản sát dũng khí cùng tiền vốn, nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt đối thủ, là bản nguyên nhất, thần thánh nhất, tồn tại vĩ đại nhất, là Thái Sơ Chi Quang, là cả ngày chi đạo hai đại chí cao thần bên trong Dương Thần. Tại Thái Sơ trước mặt, hắn liền sâu kiến cũng không bằng. Thần sắc đẹp từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, nhẹ nhàng khẽ hôn hắn. Diệp Thần có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại, cũng quay người ôm nàng hôn lên, vận mệnh như vực sâu, gông xiềng trọng trọng, Diệp Thần còn chỉnh lý không ra phản kháng đầu mối, nhưng ít ra, thời khắc này vuốt ve an ủi là chân thật. Tại ôm hôn sau một hồi lâu, Diệp Thần đầu mối có chút rõ ràng, nhẹ nhàng vuốt ve thần sắc đẹp gương mặt, nói ta sẽ cứu rỗi ngươi, thần sắc đẹp. Chí cao vô thượng Thái Sơ, cũng không phải là không nhưng đối với kháng. Thái Sơ cùng vực sâu tranh đấu, vực sâu có một khỏa u ác tính, ký sinh tại Thái Sơ trên thân, Thái Sơ bây giờ cũng chịu đựng lấy thống khổ cực lớn, thậm chí nỗi thống khổ của hắn, có thể so Diệp Thần muốn mãnh liệt vạn lần. Hai đại chí cao tranh đấu, Diệp Thần có lẽ có thể từ trong chào hỏi thu lợi, mặc dù rất gian khổ, nhưng ít ra không phải không có chút hy vọng nào. Hắn còn có thể cứu chuộc thần sắc đẹp cơ hội. Ngươi trước tiên cứu rỗi chính ngươi. Thần sắc đẹp si ngốc nhìn qua Diệp Thần, cũng vuốt ve mặt của hắn. Diệp Thần phần thiên đại kiếp, tùy thời có thể lại nổ tung, đến lúc đó, đừng nói đối kháng Thái Sơ, Diệp Thần tự thân đều khó bảo toàn tánh mạng. Diệp Thần sờ lên đan điền của mình, đích xác có thể cảm nhận được, phần thiên đại kiếp dục dịch. Ngươi thân thể hiện tại như thế nào? Thần sắc đẹp vấn đạo. Diệp Thần trầm mặc một chút, nói tạm thời không có việc gì. Phần thiên đại kiếp là ác độc nhất, kinh khủng nhất, thâm trầm nhất vực sâu tụ hóa, loại hắc ám này thâm trầm ác độc như u ác tính tồn tại, không cách nào dùng thánh quang đi hóa giải. Liên Thái Sơ chính mình, cũng không thể hóa giải ký sinh tại trên người u ác tính, chớ nói chi là Diệp Thần. Diệp Thần có thể làm được, nhiều nhất là tại phần thiên đại kiếp bộc phát thời điểm, thi triển lẫn nhau tự quyết, dựa vào đủ loại thiên tài địa bảo, đi hiến tế, đi triệt tiêu đại kiếp bộc phát mang tới tổn thương. Nhưng hắn thiên tài địa bảo, số lượng là có hạn, mà phần thiên đại kiếp vực sâu vô hạn, hắn sớm muộn sẽ có bị chôn vùi một ngày. Muốn hóa giải lời nói, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thần sắc đẹp ra tay. Chỉ cần thần sắc đẹp hiến thân, cùng Diệp Thần dung hợp, dựa vào nàng thuần mỹ quyền hành, còn có Thái Sơ chúc phúc, đầy đủ hoàn toàn chỉ tận gốc Diệp Thần phần thiên đại kiếp. Dù sao, Diệp Thần trước mắt tích lũy phần thiên đại kiếp, xa xa còn chưa tới Thái Sơ viên kia u ác tính nghiêm trọng như vậy, còn có thể hóa giải. Chỉ là, thần sắc đẹp đã là thân bất do kỷ, trên cổ tay một khỏa ánh sáng của bầu trời thủ cung xa, đại đại giam cầm hạn chế hành động của nàng, nàng coi như muốn cứu Diệp Thần, cũng không cách nào làm đến. Khi nàng có muốn cứu chuộc ý niệm, liền có vô tận nhói nhói, từ viên kia thủ cung xa bên trong truyền ra, phóng túng lan tràn toàn thân, để nàng không sử dụng ra được mảy may khí lực. Nàng bây giờ cũng chịu đựng lấy sắc bén đau đớn, chỉ có thể mềm nhũn ôm Diệp Thần, nằm Diệp Thần trên thân. Nàng đã không sử dụng ra được cái gì lực lượng. Mà nếu như không có thần sắc đẹp hóa giải, Diệp Thần muốn dựa vào lực lượng của mình, hóa giải phần thiên đại kiếp, cơ bản không có khả năng nào, vô cùng khó xử đến. Diệp Thần tại nội tâm câu thông thiên tổ chỉ truyền tới một tiếng thở dài. Rõ ràng, thiên tổ cũng không cách nào phá giải Diệp Thần khốn cục.
Thiên tổ hẳn là có thủ đoạn, nhưng Diệp Thần đã lọt vào Thái Sơ căm thù, thiên tổ tại Thái Sơ uy nghiêm áp chế xuống, cũng không cách nào làm đến cái gì. Tạm thời không có việc gì, vậy sau này đâu? Thần sắc đẹp thê lương nhìn xem Diệp Thần, phía trước Diệp Thần lúc hôn mê, nàng liền nghĩ cứu chữa, nhưng ở Thái Sơ cùng Nguyên Thiên Đế giam cầm phía dưới, nàng thân bất do kỷ, không cách nào làm đến. Bây giờ nàng và Diệp Thần thân cận, cũng đã lọt vào Thái Sơ trừng phạt, nói chuyện trong lúc hô hấp, cổ họng như nuốt vào 1000 cây châm, toàn thân kinh mạch càng là từng trận sắc bén đâm nhói. Thôi, về sau sự tình, sau này hãy nói a. Ít nhất, giờ khắc này, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ, thần sắc đẹp. Diệp Thần đem thần sắc đẹp ôm vào trong ngực, mộng ảo thuật pháp thi triển, cấu tạo ra một mảnh mỹ lệ mộng cảnh, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như tấm nệm, trong không khí nổi lơ lửng từng cái bong bóng, hai người ôm lấy ngủ ở trên đồng cỏ, từng mảnh trắng vũ tơ ngỗng chức tạo ra rất thoải mái giường. Đây là Diệp Thần tạo dựng mộng, ở mảnh này trong mộng, thần sắc đẹp đau đớn cuối cùng tản đi, nàng cảm thấy một hồi ấm áp hạnh phúc, liền thủ cung xa cũng tán đi, trên người nàng cũng không còn cái gì màng ánh sáng bích chướng cách trở, nàng có thể cùng Diệp Thần thật chặt tới gần. Chỉ là, hai người tiềm thức chỗ sâu, đều rất rõ ràng, đây hết thảy cũng chỉ là mộng. Mộng, cuối cùng là phải tỉnh. Tinh không bỉ ngạn. Nhậm Phi Phàm tại mâm tròn bên trên chậm rãi mở mắt ra. Hắn có thể cảm giác được thương thế khôi phục rất nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn khôi phục. Nhưng phá hư tinh không bỉ ngạn mà buông xuống thần phạt, để hắn căn cơ sơ hở càng lúc càng lớn. Thậm chí có chút chịu tải không được hắn bây giờ cường đại cảnh giới sức mạnh. Đan điền tựa như vô biên sóng biển thôn vệ cự thành đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát. Siva mở miệng nói, bây giờ cảm giác như thế nào? Nhậm Phi Phàm cười khổ, tiền bối trợ giúp để ta đã khôi phục, nhưng căn cơ vẫn là vấn đề lớn nhất. Siva mặt không biểu tình, người hối hận không? Nhậm Phi Phàm lắc đầu, chưa bao giờ hối hận. Siva hai con ngươi như thanh tuyền, không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát mới nói, đối kháng quy tắc cảm giác thế nào? Nhậm Phi Phàm cười khổ, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, cũng không tệ lắm. Siva nhiều hứng thú nhìn xem Nhậm Phi Phàm, lại nói, nếu như Diệp Thần đắc tội ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Nhậm Phi Phàm khẽ giật mình, cảnh giới của hắn đều Siva cưỡng ép tăng lên, Siva cường đại như thế giới tối hủy diệt sức mạnh, hắn có thể làm như thế nào? Sâu kiến dám khiêu chiến thần. Trụ thần cường đại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Trừ phi, hắn căn cơ chữa trị, lại tay cầm trụ thần quyền chuôi, đó mới có cơ hội. Siva gặp Nhậm Phi Phàm thật lâu không đáp, nói, sợ hãi. Nhậm Phi Phàm lắc đầu, gằn từng chữ, nếu như Diệp Thần đắc tội ngươi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Diệp Thần đối phó ngươi. Ta có thể không giết được ngươi, nhưng ta sẽ dùng phương thức của ta, thậm chí là tính mệnh, bảo hộ Diệp Thần. Siva tựa hồ đoán được sẽ là câu trả lời này, tiếp tục nói, vậy nếu như đứng tại Diệp Thần đối diện là Thái Sơ đâu? Thái Sơ muốn hủy diệt Diệp Thần, ngươi sẽ làm như thế nào? Nhậm Phi Phàm cười cười, Diệp Thần bây giờ thế nhưng là quang chi tử, hắn là Thái Sơ đối kháng vực sâu mấu chốt, hai người chỉ có thể đứng tại cùng một trận tuyến. Nhưng mà, rất nhanh, Nhậm Phi Phàm phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, Siva trong mắt có rất lâu không thấy ngưng trọng. Hắn chân thành nói, chẳng lẽ xuất hiện biến cố? Siva xoay người, hai con ngươi nhìn về phía một mảnh hư không, Thái Sơ là ánh sáng mặt trời thánh phụ, hắn có sắc phong thần sắc đẹp vì thánh mẫu ý nghĩ. Thần sắc đẹp là duy nhất có thể đối kháng u ác tính cơ hội. Ngươi cảm thấy bàn cờ này, sẽ đi như thế nào xuống? Nhậm Phi Phàm não hải như kinh lôi thoáng qua, hắn tự nhiên biết Diệp Thần cùng thần sắc đẹp quan hệ. Nếu thật sự là như thế, Thái Sơ thật tại đứng tại Diệp Thần đối diện. Đây tuyệt đối là Diệp Thần đời này gặp trở ngại lớn nhất. Diệp Thần sẽ buông tha cho sao? Hắn hiểu rất rõ Diệp Thần, liền xem như chí cao, hắn cũng không sợ. Siva rất có hứng thú nói, bây giờ, có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi sao? Siva vốn cho rằng Nhậm Phi Phàm biết suy tính rất lâu, nhưng lại không nghĩ tới, hắn tiếng nói vừa ra, Nhậm Phi Phàm nhân tiện nói. Như Thái Sơ là Diệp Thần địch nhân, cuối cùng cũng có một ngày, ta cùng Diệp Thần sẽ như cái kia phần thiên chi hỏa giống như đốt tới Thái Sơ trên thân. 3 ngày sau, không lúc nào khoảng không, tinh không bỉ ngạn sứ giả đến. Sứ giả có 3 người. Một cái tự xưng thiên thanh tử đạo sĩ, mang theo 2 cái đồng tử buông xuống, một là Thanh Phong, một là Minh Nguyệt. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp được mời đi ra, Nguyên Thiên Đế đã dọn xong nghi trượng, thịnh tình tiếp dẫn tinh không bỉ ngạn hạ xuống sứ giả. Thiên thanh tử mang theo 2 cái đạo đồng, từ trên trời giáng xuống,
chỉ thấy thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, hào quang dâng lên vạn trượng, tràng diện úy vi tráng quan. Không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn vách tường thế giới, khách quan dĩ vãng, đã giảm bớt rất nhiều, xuyên qua thế giới buông xuống, thừa nhận đại giới, cũng so dĩ vãng nhẹ đi nhiều. Thiên thanh tử tay nâng lấy một khỏa huyết châu, từ trên trời giáng xuống sau, huyết châu kia vỡ tan, có vô số oan hồn bay ra, phát ra kêu rên sắc bén tiếng kêu thảm thiết, sau đó vạn hồn chôn vùi, hóa thành hư vô. Đây tựa hồ là phá giới buông xuống đánh đổi. Thiên thanh tử nhíu nhíu mày, bấm cái quyết, huyết châu kia cùng oan hồn đều tiêu tán, hắn hạ xuống tới, cư cao lâm hạ nhìn xem đám người, thần sắc có chút ngạo khí, dù sao hắn bây giờ đại biểu cho Thái Sơ. Nguyên thiên đế vội vàng tiến lên nghênh đón, nói. Cung nghênh bị ngạn thiên sứ hàng lâm, gọi không chu toàn, mong thứ tội. Nhưng mà thiên thanh tử cũng không để ý tới, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm một thân ảnh. Đó là chấn động không không lúc nào chống không luân hồi chi chủ, quang chi tử. Diệp thần. Lúc này toàn bộ luân hồi thánh địa, nhân vật có mặt mũi, đều đến. Diệp thần ngắm nhìn bốn phía, thấy được Phật tổ, Gia Gia, Võ tổ, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Ngụy Dĩnh, Thiên Nữ, Ngôi Sao Nhỏ, Hoàng Tuyền, Thân Độ Uyển Nhi, Võ Giao, Diệp Lạc Nhi bọn người, bọn hắn cũng dùng ánh mắt ân cần nhìn mình. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, luân hồi trận doanh đã là huy hoàng tồn tại vô địch, hồn tộc phá diệt, hồn thiên đế độc thân phi thăng, ma phi thiên chiến bại, đã chật vật mang theo tử thần giáo đoàn tín đồ, đi nhờ và xấu thần đi, Hồng Quân lão tổ cũng đã chết, bây giờ có thể cùng luân hồi trận doanh chống lại, chỉ có xấu thần. Nhưng xấu thần quang, làm sao có thể cùng Diệp thần quang so sánh? Diệp thần đạo tâm cường đại đến tình trạng như thế, xấu thần đều không cách nào dung chuyển. Cục diện nhìn như tốt đẹp, nhưng Diệp thần rất rõ ràng, chính mình lại đến sinh tử tồn vong trước mắt. Thể nội phần thiên đại kiếp không giải quyết, hắn tùy thời muốn chết. Nếu như hắn chết, mất đi hắn cái này người lãnh đạo, toàn bộ luân hồi trận doanh, đều có bị xấu thần ăn mòn nguy hiểm. Hơn nữa, hắn còn bị Thái Sơ căm thù, đây chính là càng nguy hiểm hơn tồn tại. Có lẽ là theo lễ phép. Thiên thanh tử lại nhìn một chút nguyên thiên đế, gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn phía thần sắc đẹp. Có thể bởi vì khẩn trương, thần sắc đẹp nắm thật chặt Diệp thần tay. Nhưng mà thiên thanh tử nhìn thấy hai người trước mắt bao người, thế mà tay nắm tay, một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng, hắn hai con ngươi như có hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt, nói. Thần sắc đẹp tôn giả, người đã là Thái Sơ Khâm Định Thánh Mẫu, làm sao còn cùng nam nhân khác. Thần sắc đẹp không sợ hãi chút nào. Bình tĩnh nói, Diệp thần là quang chi tử, ta đã thánh mẫu, từ một loại nào đó ý nghĩa, hắn chính là ta hài tử, thánh mẫu cùng hài tử thân cận hơn một chút, thì thế nào? Thiên thanh tử lập tức nghẹn lời, nhất thời nhưng lại không có từ cãi lại, nhìn Diệp thần cùng thần sắc đẹp thân cận bộ dáng, như thế nào lại là mẹ con? Hơn nữa nếu là không có Thái Sơ quan hệ, hai người chỉ sợ là nghiêu lang chức nữ như vậy thân mật ân ái. Bất quá, cái này sau lưng đủ loại ân oán liên quan. Hắn cũng không dám vọng bàn bạc quá nhiều, trong lòng tin tưởng Thái Sơ tự có quyết đoán, ho nhẹ một tiếng, hướng Diệp thần nói. Luân hồi chi chủ, ngươi nên buông tay. Thần sắc đẹp nắm giữ thuần mỹ quyền hành, nàng đi ra chính mình đạo, một đầu trước nay chưa có thần thánh quang minh con đường, nàng đã chiếm được Thái Sơ yêu ái, chịu sắc phong vì thánh mẫu. Ta thiên sạch cổ điện, kế tục Thái Sơ thần dụ, chuyên tới để tiếp dẫn thần sắc đẹp tôn giả phi thăng, vì nàng lên ngôi vì thánh mẫu, ngươi cũng là thời điểm buông tay. Diệp thần không nói gì, liền muốn buông tay, nhưng thần sắc đẹp lại nắm thật chặt tay hắn không thả. Diệp thần ngẩn ngơ, nhìn qua thần sắc đẹp, thiên thanh tử cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn xem. Ta không đi. Thần sắc đẹp đột nhiên nói, ánh mắt kiên định, nhưng nhìn về phía Diệp thần lúc, ánh mắt lại trở nên vô cùng ôn nhu. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến toàn trường lỗ tai mỗi một người bên trong. Ngươi nói cái gì? Thiên thanh tử lập tức ngây dại. Ta nói. Ta không đi, ta không cần làm đây là gì ánh sáng của bầu trời thánh mẫu, ta muốn cùng Diệp thần cùng một chỗ. Thần sắc đẹp nắm thật chặt Diệp thần tay, giống như chỉ sợ hắn buông ra, mười ngón cắn chặt lấy. Thiên thanh tử vô cùng sợ hãi, nói thần sắc đẹp tôn giả, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi muốn ngỗ nghịch Thái Sơ ý chỉ sao. Ngươi liền không sợ thiên nộ thần phạt. Thần sắc đẹp nhẹ nhàng che ngực, nói ta có thể cảm giác được, Thái Sơ đang tức giận, hắn cũng hàng phạt. Giống như có ngàn vạn cây kim tại ta trong mạch máu đâm xuyên, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần có Diệp thần tại, ta đã cảm thấy, ta có thể tiếp nhận hết thảy đau đớn. Nàng lời nói này nói đến bình tĩnh,
nhưng cởi trần thực tình, lại so thế gian bất luận cái gì hồng trung đại lữ đều phải chấn nhiếp nhân tâm. Thiên nữ, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng chư nữ, toàn bộ đều ngây dại, các nàng không nghĩ tới, thần sắc đẹp đối với Diệp Thần tâm ý, thế mà trung trinh kiên thành tới mức như thế, tình nguyện ngỗ nghịch thái sơ ý chí. Thần sắc đẹp, người điên rồi. Nguyên Thiên Đế hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết thái sơ hàng phạt lăng lệ, thần sắc đẹp tất nhiên thừa nhận thống khổ cực lớn, nhưng thần sắc đẹp thế mà nhịn được, hơn nữa mặt ngoài cũng nhìn không ra thống khổ gì, chỉ có một cỗ thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng không sợ cùng kiên định. Thiên Thanh Tử giọng the thé nói, thần sắc đẹp tôn giả, người đúng là điên, người muốn ngỗ nghịch thái sơ. Luân hồi chi chủ, người nhanh khuyên nhủ nàng, nếu như ngươi vì nàng hảo, không muốn nàng chết đi, ngươi liền khuyên nhủ nàng. Thái sơ trừng phạt, tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Ngươi nhìn a. Diệp Thần nhìn về phía thần sắc đẹp, liền thấy thần sắc đẹp da thịt trắng nõn, trở nên có chút đỏ bừng, giống như muốn từ trong lỗ chân lông nhỏ ra huyết. Thái sơ trừng phạt như ngàn vạn cây kim, tại nàng trong mạch máu đâm xuyên rào sát. Diệp Thần rung động, hắn muốn thuyết phục, nhưng không biết nói cái gì. Răng rắc. Lúc này, Nguyên Thiên Đế cướp trên thân phía trước, một cái cổ tay chặt, từ phía sau lưng tập kích, tinh chuẩn đánh vào thần sắc đẹp trên gáy. Thần sắc đẹp hừ cũng không hừ một tiếng, lập tức té xỉu rồi. Thần sắc đẹp nhất thời hồ đồ rồi, thiên sứ có thể đem nàng mang về tinh không bỉ ngạn, chậm rãi dạy dỗ, đại cục làm trọng đạo lý, nàng sẽ rõ. Nguyên Thiên Đế đạo. Thiên Thanh Tử nhìn thấy thần sắc đẹp té xỉu, lập tức buông lỏng một hơi, hướng Nguyên Thiên Đế nói, bất hủ tinh long tôn, người rất thức thời, thái sơ sẽ chúc phúc ngươi, mau chóng khôi phục lực lượng của ngươi. Chờ quy khư đại kiếp đi qua, ngươi cũng có thể phi thăng. Tương lai vĩnh hằng quang minh thế giới xây thành, ngươi là đại đại công thần. Nguyên Thiên Đế biểu lộ lại là phức tạp. Thiên Thanh Tử mỉm cười, vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng nhu hòa truyền ra, liền muốn mang đi thần sắc đẹp. Nhưng hắn cỗ lực lượng này, lại bị một đạo kiếm quang chặt đứt. Diệp Thần xuất kiếm. Thiên Đế kiếm phóng ra rực rỡ kim sắc lại dẫn thủy tinh ánh sáng tinh khiết, Diệp Thần chặt đứt Thiên Thanh Tử sức mạnh, đồng thời đứng tại thần sắc đẹp phía trước, kiên quyết nói. Thần sắc đẹp nếu là không muốn rời đi, ai cũng không cho phép mang đi nàng. Nghe được Diệp Thần lời này, Thiên Thanh Tử lập tức kinh ngạc, không thể tin vào tai của mình, nói, luân hồi chi chủ, người nói cái gì? Diệp Thần quay đầu liếc mắt nhìn hôn mê thần sắc đẹp, té xỉu rồi nàng, điềm tĩnh gương mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt ưu sầu, Diệp Thần nội tâm chính là một trận rung động, hắn không muốn mất đi thần sắc đẹp, cho dù cùng thái sơ là địch. Ta nói, ai cũng không thể mang đi thần sắc đẹp, có cái gì thiên phạt, cứ việc hàng lâm xuống a, ta không hối hận. Diệp Thần cắn răng, nhìn chăm chú Thiên Thanh Tử nói. Tại cuối cùng này lựa chọn trước mắt, nội tâm của hắn giãy giụa mấy lần, quyết định cuối cùng, coi như bỏ mình, coi như chịu thái sơ thiên phạt, hắn đều không thể vi phạm bản tâm, đem thần sắc đẹp chắp tay đưa cho trong nội tâm nàng tai nạn chi địa. Ngươi, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Luân hồi chi chủ, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi là quang chi tử, theo một ý nghĩa nào đó, ngươi là thái sơ con nuôi. Ngươi muốn phản bội chính mình thánh phụ, muốn nghịch loạn thiên luân, khinh nhờn thánh phụ nữ nhân. Thiên Thanh Tử âm thanh khàn giọng xé rách mang theo điểm gào thét ý vị, trán nổi gân xanh đột, hắn không thể tin được Diệp Thần sẽ nói ra loại lời này. Tại thái sơ trước mặt, Diệp Thần bất quá là sâu kiến mà thôi, bây giờ cái này sâu kiến, nhưng phải giơ kiếm phản kháng thái sơ. Đệ nhất, phụ thân của ta chỉ có một người, hắn họ Diệp. Không phải cái gì thái sơ. Thứ hai, quang chi tử, hắn không phải thân phận của ta. Ít nhất bây giờ ta không đồng ý. Đệ tam, cái gì là phản bội, người khác tùy ý xem thường phản bội, chính là phản bội sao? Ngươi muốn nói gì liền nói cái gì a? Tóm lại, ngươi muốn mang đi thần sắc đẹp, trừ phi trước hết giết ta. Diệp Thần kiên quyết đạo. Thiên Thanh Tử toàn thân run rẩy, hắn là tinh không bỉ ngạn người, tại không không lúc nào khoảng không không tiện ra tay, bằng không vi phạm quy tắc, tương lai sẽ phải chịu cực lớn phản phệ. Hắn nhìn thấy Diệp Thần nắm chặt Thiên Đế kiếm, thủ hộ thần sắc đẹp bộ dáng, nói rõ là muốn liều chết quyết chiến, vội vàng bên trong kêu lên. Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế gặp Diệp Thần muốn mạnh mẽ lưu lại thần sắc đẹp, cũng cảm thấy biến sắc, nói, luân hồi chi chủ, tại sao phải khổ như vậy? Ngươi nếu là vì thần sắc đẹp hảo, liền buông tay a. Ngươi hẳn là biết rõ, ngươi lưu lại thần sắc đẹp, sẽ chỉ làm nàng tiếp nhận vô tận đau đớn. Diệp Thần nói, ta biết, nhưng thần sắc đẹp không muốn cùng ta tách ra, ta cũng không muốn cùng nàng tách ra,
Đau đớn liền đau đớn a, nhiều nhất bất quá chết cùng một chỗ. Chúng ta cận kề cái chết không phân ly. Lời nói này nói ra, âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, toàn trường người đều rung động. Nguyên Thiên Đế cùng Thiên Thanh Tử cũng là chấn động không thôi, nhìn nhau. Thiên Thanh Tử ngữ khí chậm dần, nói, luân hồi chi chủ, quy khư đại kiếp sắp đến, trận này đại kiếp, các ngươi không không lúc nào khoảng không, chỉ dựa vào lực lượng của mình, không cách nào giải quyết, cần ta Thiên Sạch Cổ Điện ra tay. Chỉ cần ngươi buông tay, để ta mang đi thần sắc đẹp tôn giả, tương lai thần sắc đẹp tôn giả lên ngôi vì thánh mẫu, nàng từ bi thánh quang chiếu dọi xuống, chiếu dọi không không lúc nào khoảng không, hết thảy hắc ám cũng có thể lắng lại, quy khư đại kiếp cũng có thể hóa giải. Luân hồi chi chủ, trông mong mời ngươi lấy thương sinh vi niệm, liền như vậy buông tay a. Nguyên Thiên Đế cũng nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, buông tay a, để thần sắc đẹp phi thăng, nàng lên ngôi vì thánh mẫu. Lại mượn dùng Thiên Sạch Cổ Điện sức mạnh, đủ để hóa giải quy khư đại kiếp. Nếu là không có Thiên Sạch Cổ Điện giúp đỡ, chỉ dựa vào chúng ta chi lực, muốn đối kháng quy khư, chỉ sợ vô cùng gian khổ. Diệp Thần nói, các ngươi nói, ta đều biết rõ, nhưng các ngươi muốn mang đi thần sắc đẹp, chỉ có trước hết giết ta, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Nghe vậy, Nguyên Thiên Đế cùng Thiên Thanh Tử đều là biến sắc, không nghĩ tới Diệp Thần càng như thế cố chấp. Thiên Thanh Tử cũng không nhìn được nổi giận, nói, luân hồi chi chủ, đừng không biết tốt xấu. Ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Thần nắm Thiên Đế kiếm, trong mắt tràn đầy chiến ý, nói, vậy thì động thủ đi. Thiên Thanh Tử toàn thân run rẩy, tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn ra tay, phản vệ quá lớn. Luân hồi chi chủ, ngươi thật to gan. Dám như thế cùng sư phó nói chuyện. Thiên Thanh Tử sau lưng, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái đạo đồng, nghe không nổi nữa, song song ra tay, một trái một phải huy trưởng chụp về phía Diệp Thần. Hai cái này đạo đồng, đừng nhìn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng xuất thân tinh không bị ngạn, thực lực cực kỳ cường hãn, coi như tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, cũng không phải không không lúc nào khoảng không cường giả có khả năng dung chuyển. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người huy trưởng tập kích ra, tựa như hai cái vô thượng đạo quân. Cuốn theo chí mạng phong mang, hướng Diệp Thần đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc, Diệp Thần xuất kiếm. Kiếm quang thoáng qua, hai cái đầu bay lên cao cao. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, còn không có cận thân, liền bị Diệp Thần xuất kiếm chém đứt đầu, bọn hắn trên mặt dừng lại lấy kinh hãi sợ hãi thần sắc, dường như đang trước khi chết, cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà cứ như vậy bị miểu sát. Phải biết, Diệp Thần tu vi, chỉ có thiên đế cảnh 6 tầng trời sơ giai a, tu vi này. Muốn nghịch phạt vô thượng đạo quân, vô cùng gian khổ. Liền xem như trước đây, Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế đại chiến, cũng là mượn toàn bộ luân hồi trận doanh tín ngưỡng chi lực, hội tụ vô số tín đồ sức mạnh, mới dùng Thiên Đế cảnh chi thân, đánh bại Hồn Thiên Đế. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vừa ra kiếm, thế mà liền miểu sát hai cái thực lực có thể so với vô thượng đạo quân đệ tử, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Thanh Tử nhìn thấy chính mình hai cái đệ tử, đầu người rơi xuống đất. Cứ như vậy chết ở Diệp Thần dưới kiếm, máu tươi phun tung tóe đến trên mặt của hắn, cả người hắn đều mộng, không thể tin được một màn trước mắt. Diệp Thần Thiên Đế kiếm dị thường lăng lệ, chém giết hết thảy nhân quả cùng sinh cơ, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, hết thảy tuyến thời gian phai mờ, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Luân hồi chi chủ, người dám giết đệ tử ta. Thiên Thanh Tử hai mắt trừng trừng, tức sùi bọt mép. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt, nói, là bọn hắn động thủ trước đây. Bọn hắn tài nghệ không bằng người, chẳng thể trách ta. Diệp Thần thực lực bây giờ, đã có thể chém giết một chút hơi yếu vô thượng đạo quân, so sánh với dĩ vãng, không biết cường hãn bao nhiêu. Này chủ yếu là hắn dung hợp phần thứ hai phản thiên quyền hành, sức chiến đấu tăng lên thật nhiều, hơn nữa trước đây phần thiên đại kiếp, mang cho hắn hủy diệt hành hạ đồng thời, cũng đại đại rèn luyện hắn gân cốt, để nhục thể của hắn, tinh thần, linh hồn, ý chí, pháp tắc, toàn bộ hết thảy, đều được cực lớn rèn luyện cùng thuế biến. Giết không chết hắn, sẽ chỉ làm hắn càng mạnh mẽ hơn. Nếu như bây giờ Diệp Thần, lại đi cùng trước đây Hồn Thiên Đế đối chiến lời nói, vận dụng một chút thủ đoạn, có lẽ một kiếm liền có thể đem Hồn Thiên Đế giết chết. Hắn thuế biến cùng tiến bộ, liền lớn mạnh đến mức này, đã là khinh thường không không lúc nào khoảng không, có một không hai chư thiên, không người có thể địch. Thiên Thanh Tử tức giận tới mức run rẩy, trong lúc nhất thời, lại nói không ra lời. Nguyên Thiên Đế nhìn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt thi thể. Biết Diệp Thần gây họa, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Luân hồi chi chủ, ngươi nhanh quỳ xuống hướng thiên sứ xin lỗi.
ngươi làm sao dám vọng động sát thủ, nhanh quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Thần bình tĩnh nói, ta chỉ có chết, không có quỳ. Nguyên Thiên Đế chấn động, biết sự tình khó mà thu thập, lớn tiếng nói, người tới. Đạp đạp đạp, kèm theo một hồi đất rung núi chuyển quân trận tiếng bước chân, chỉ thấy thiên địa vô cực bốn đại trưởng lão, mang theo mênh mông cuồn cuộn quân đội, lao đến. Diệp Thần muốn thủ hộ thần sắc đẹp, chém giết Thiên Thanh Tử hai cái đệ tử, cái này máu tanh thiên cơ, đã rung động toàn bộ luân hồi thánh địa, tất cả mọi người đều biết đại biến sắp tới. Nhìn thấy Nguyên Thiên Đế quân đội xuất hiện, lít nha lít nhít, ngàn vạn quân mã tập kết thành trận, khí thế rộng rãi bộ dáng, Diệp Thần biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, bất phi sở động. Nguyên Thiên Đế, ta không cho phép ngươi tổn thương cháu của ta. Diệp Thần ra ra Diệp Tà Thần, trong mắt lướt qua một vòng che lấp, phất phất tay, chỉ nghe lại là một hồi đất rung núi chuyển tiếng bước chân, trung thành với Diệp Thần quân đội, luân hồi trận doanh rất nhiều các tín đồ, cũng là lao đến. Nguyên Thiên Đế quân đội, Diệp Thần quân đội, cái này hai nhánh quân đội, trước đây từng kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đạp phá hồn tộc Sơn Môn, lúc này lại là lẫn nhau nhìn chằm chằm, ngang vai ngang vế giằng co, bầu không khí hết sức căng thẳng. Phật Tổ cùng Võ Tổ thở dài một tiếng, đứng ở Diệp Thần bên này. Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, ngôi sao nhỏ chư nữ, cũng đứng ở Diệp Thần bên này. Ngôi sao nhỏ đi tới Diệp Thần bên cạnh, thấp giọng nói, ca ca, luân hồi sách ta chuẩn bị kỹ càng, nhưng... một khi biến cố, kết cục nhất định đem cực kỳ trầm trọng, ta. Chúng ta, có thể sửa chữa bất động. Diệp Thần nắm giữ luân hồi sách, trên lý luận nói, có thể sửa chữa tuyến thời gian, sửa chữa kết cục. Nhưng nếu như kết cục quá nặng nề, vậy căn bản không cách nào cải biến. Tỷ như Diệp Thần bị phần thiên đại kiếp đốt thành tro, kết cục này, căn bản không đổi được, coi như cưỡng ép thay đổi, bất quá là để Diệp Thần phục sinh, lại chịu một lần đại kiếp đốt cháy, cuối cùng lại biến thành tro, không có ý nghĩa gì. Ta biết, hết sức nỗ lực, nhưng cầu không thẹn lương tâm chính là. Diệp Thần bình tĩnh đáp lại nói, đã đem sinh tử đã thấy ra. Hai bên quân đội, mạnh yếu một chút rõ ràng, Nguyên Thiên Đế bên này, chỉ có thiên địa vô cực tứ lão trợ chiến, mà luân hồi trận doanh khác cao tầng, toàn bộ đứng ở Diệp Thần bên này. Diệp Thần nhìn xem Phật Tổ, Võ Tổ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng đám người thân ảnh, nội tâm rất là cảm kích, cho dù kết cục chú định thảm đạm, nhưng có thân nhân, có bằng hữu, có sư trưởng, có người yêu làm bạn hắn đi đến cuối cùng, hắn cũng không uổng công đời này, cũng không hối hận. Nguyên Thiên Đế, người muốn thương tổn Diệp Thần sao? Lúc này, lại có một chi quân đội đến, là Thiên Pháp Lộ Nguyệt mang theo ngày xưa đạo tông đệ tử, chạy đến trợ chiến. Diệp Thần kêu một tiếng, Lộ Nguyệt tỷ tỷ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ừ một tiếng, nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê thần sắc đẹp, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nổi giận đỏ lên Thiên Thanh Tử, lại nhìn một chút bốn phía tình thế, đã biết cục là không ổn. Nhưng nàng vẫn là đứng ở Diệp Thần bên này, còn nói đùa nói. Ta muốn thiên pháp đạo luật, người còn không có cho ta đâu. Diệp Thần cười cười, ngày đó pháp đạo luật, hắn trước đây phải dùng làm mai giới, dùng để câu thông thiên tổ, nhưng lúc này hắn luân hồi pháp càng tinh tiến, thực lực mình cũng tăng lên rất nhiều, không cần bất luận cái gì môi giới, cũng có thể cùng trời tổ liên lạc, liền tế ra thiên pháp đạo luật, giao cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt, nói. Cho ngươi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhận. Khẽ cười nở nụ cười, nói, vậy hôm nay ai nghĩ khi dễ ngươi, tỷ tỷ liều chết cũng bảo hộ ngươi, mặc dù tỷ tỷ hơn phân nửa đánh không lại bọn hắn, nhưng người có thể thua, khí thế lại không thể thua. Nàng rút trường kiếm ra tới, lãnh ngạo nhìn xem Nguyên Thiên Đế cùng Thiên Thanh Tử. Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh chư nữ cũng nhao nhao rút kiếm, nhiều cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu, cùng Thiên Thanh Tử, Nguyên Thiên Đế quyết nhất tử chiến ý tứ. Uy, các ngươi làm gì? Tất cả mọi người là bằng hữu, nhưng phải nội chiến sao? Liền tại đây kiếm bạt nỗ trương thời điểm, lại gặp một chi quân đội đến, dẫn đầu là lưỡi đao nữ hoàng, nàng cưỡi hắc hùng thú yêu, lĩnh quân chạy đạp mà đến. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế giằng co, nàng vô cùng chấn kinh, lại là đau lòng. Nguyên Thiên Đế nặng nhiên nói, luân hồi chi chủ, ta không có ý định tranh đấu, ngươi liền như vậy buông tay, giao ra thần sắc đẹp, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Thiên Thanh Tử cũng cắn răng nói, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức đem người giao ra. Ngươi tàn sát ta hai cái đệ tử, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí, đến tương lai thần sắc đẹp tôn giả lên ngôi, trở thành ánh sáng của bầu trời thánh mẫu, ta Thiên Sạch Cổ Điện, sẽ phối hợp nàng hóa giải không không lúc nào chống không quy khư đại kiếp, thương sinh có thể cứu vớt, tránh đổ thán, đây là ngươi thiên đại công lao. Đến lúc đó, Thái Sơ chúc phúc xuống. Bên trong cơ thể ngươi phần thiên đại kiếp,
nói không chừng cũng có thể hóa giải. Diệp Thần nhếch nhếch miệng nói, Thái Sơ Hận không thể ta chết, như thế nào lại chúc phúc cứu ta? Các ngươi không cần nhiều lời, muốn mang đi thần sắc đẹp, trước hết giết ta chính là. Hắn tiếng nói rơi xuống, Phật Tổ, Diệp Lão, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng chư nữ, đều vây quanh ở bên cạnh hắn, nhiều thể sống chết thủ hộ chi ý. Diệp Thần muốn thủ hộ thần sắc đẹp, bọn hắn cũng muốn đi theo thủ hộ. Thiên nữ đem thần sắc đẹp bế lên, lắc lắc nàng thân thể, thần sắc đẹp con mắt hơi hơi mở ra, nửa ngất xỉu nửa tỉnh bộ dáng. Kỳ thực nguyên thiên đế cái kia một cái cổ tay chặt, sẽ không để cho nàng hôn mê nghiêm trọng như vậy, là nàng chịu Thái Sơ hàng phạt dày vò, toàn thân như bị kim châm, chịu khổ quá kịch liệt, cơ thể tự mình bảo hộ phía dưới, liền lâm vào ngủ say. Thiên Thanh Tử ra mặt co rúm, nói, luân hồi chi chủ, thật muốn bức ta đại khai sát giới sao? Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, giết không chết ngươi. Cho dù thiên địa quy tắc hạn chế, ta ít nhất cũng có thể bộc phát nhật nguyệt cảnh tu vi, ngươi biết nhật nguyệt cảnh khái niệm gì sao? Ta lấy nhật nguyệt cảnh chi thân, muốn giết ngươi, tựa như nghiền chết một con giun dế. Ngươi tại sao phải bức ta? Vì cái gì? Thiên Thanh Tử triệt để tức giận, hắn thực sự không muốn ra tay, giá quá lớn, tương lai thiên địa quy tắc phản phệ, hắn sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng trong lúc trước mắt, hắn nhất định phải ra tay. Nguyên Thiên Đế đã trấn không được tràng diện, Nguyên Thiên Đế bên này quân đội, khí thế hoàn toàn không có cách nào cùng Diệp Thần bên này so sánh. Ầm ầm, từng sợi hừng hực vô cùng tia sáng, từ Thiên Thanh Tử trên thân bộc phát ra, đó là vượt qua vô thượng đạo quân, vượt qua không không lúc nào không thiên mà quang, rực rỡ hừng hực bá đạo đường hoàng lóa mắt đến cơ hồ muốn đem người hai mắt đều chọc mù, thiên địa lâm vào một mảnh trắng xóa quang hoa bên trong đi. Bao quát Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế ở bên trong, tại này cổ ánh sáng mạnh dưới sự kích thích, tất cả mọi người đều híp mắt lại, lấy tay che mắt. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ Thiên Thanh Tử trên thân bạo phát đi ra, so vô thượng đạo quân phải cường đại không chỉ gấp 10 lần, đó là Diệp Thần cho tới bây giờ không có cảm thụ qua khí tức khủng bố. Là trong truyền thuyết, Nhật Nguyệt Cảnh khí tức. Nhật Nguyệt Cảnh, đây là tinh không bị ngạn cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép không không lúc nào khoảng không, một tôn Nhật Nguyệt Cảnh cường giả. Lật tay ở giữa, liền có thể trấn áp không không lúc nào khoảng không tối cường đạo quân. Loại này cấp bậc cảnh giới, là phương diện cao hơn cảnh giới, không thuộc về không không lúc nào khoảng không. Nhưng bây giờ, Thiên Thanh Tử lại đột phá không không lúc nào chống không pháp tắc, bạo phát ra nhật nguyệt cảnh thần uy, hừng hực hạo đáng, quả thực là huy hoàng đến tình cảnh vô địch, từ trên người hắn toát ra quang, chiếu rọi không không lúc nào khoảng không chư thiên thế giới, lệnh chư thiên nhật nguyệt đều thất sắc, tinh không đều bị Thiên Thanh Tử quang phủ kín. Tại Thiên Thanh Tử sau lưng, một vòng trong sáng minh nguyệt nổi lên, trong trẻo lạnh lùng quá thanh nguyệt hoa chiếu rọi, mà ở trên đỉnh đầu hắn, lại có một vòng liệt nhật từ từ bay lên, treo đến trên bầu trời, ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi toàn bộ luân hồi thánh địa, làm cho sơn hà sôi trào, cỏ cây tất cả khô, đại địa trong nháy mắt hóa thành đất nung, khắp nơi truyền đến kêu rên tiếng khóc, sinh linh đổ thán. Thời khắc này Thiên Thanh Tử, thân treo minh nguyệt, đầu treo liệt nhật, nhật nguyệt lẫn nhau chiếu rọi. Hắn tựa như là cái kia chấp trưởng nhật nguyệt chí cao thần minh, khí thế bàng bạc rộng rãi bá đạo tới cực điểm, ngay cả hai con ngươi đều bắn ra kim thanh sắc tia sáng, như có nhật nguyệt trầm luân, quanh thân thần diễm bừng bừng. Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, gian khổ đem hai mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy Thiên Thanh Tử khí thế khủng bố như thế, hắn cũng là chấn động. Đây chính là nhật nguyệt cảnh uy thế a. Không phải cái gì nửa bước nhật nguyệt cảnh, mà là chân chính nắm giữ nhật nguyệt đại đạo, giơ tay, nhấc chân liền có thể bộc phát nhật nguyệt thiên uy cường đại tồn tại, huy hoàng rộng rãi uy áp chư thiên, nhật nguyệt quang nghiền ép chư thế tinh không tia sáng, toàn bộ không không lúc nào khoảng không cũng vì đó sôi trào. Không không lúc nào chống không những người tu luyện, đều rung động, đều có thể nhìn thấy cái kia xuyên qua chư thiên, chiếu rọi vạn giới hào quang óng ánh, đó là không không lúc nào chưa từng có chỗ không có nhật nguyệt chi quang, là thuộc về bỉ ngạn tia sáng. Tại cái này huy hoàng nhật nguyệt chiếu rọi phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Chung quanh thiên nữ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết chư nữ cũng là lộ ra hãi dị thần sắc, Phật Tổ, Vũ Tổ, Diệp Lão đám người sắc mặt, cũng là tương đương khó coi. Nguyên Thiên Đế nhưng là biểu lộ phức tạp, không nghĩ tới thế cục sẽ chuyển biến xấu tới mức như thế, Diệp Thần thế mà ép Thiên Thanh Tử bạo phát. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần sẽ chết. Đây cũng không phải là không không lúc nào chống không cường giả. Nhìn thẳng ta, luân hồi chi chủ. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi thật muốn cùng ta Thiên Sạch Cổ Điện là địch. Ngươi thật muốn ngỗ nghịch Thái Sơ. Thái Sơ huy hoàng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta quang, không bằng Thái Sơ một phần ngàn tỷ,
nhưng đã đầy đủ nghiền ép ngươi. Ngươi như vậy kẻ như run rế, ngươi làm sao dám đối kháng Thái Sơ thần ý? Thiên Thanh Tử tiếng như hồng trung, từng chữ nói ra, đâm vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần đầu ong ong, tại Nhật Nguyệt cảnh cường giả trấn áp xuống, liền hô hấp đều không thở nổi. Loại này cấp bậc cường giả, thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần có thể nghịch phạt vô thượng đạo quân cường giả, nhưng đụng tới Nhật Nguyệt cảnh, lại sinh ra trống rỗng cảm giác vô lực, thật giống như một cái côn trùng đối mặt Nhật Nguyệt, nhỏ bé côn trùng, như thế nào có thể đối kháng Nhật Nguyệt quang. Mà mãnh liệt như vậy Thiên Thanh Tử, tại Thái Sơ trước mặt, lại bất quá là liền hạt bụi nhỏ cũng không bằng tồn tại. Thái Sơ vĩ đại, huy hoàng, thần thánh, rộng rãi, có thể tưởng tượng được. Đây hết thảy, Diệp Thần đều biết. Nhưng, hắn tín niệm như thế, chỉ có chết, không có lùi bước đạo lý. A, Nhật Nguyệt cảnh cường giả, thực sự là cường đại a. Ta không có ý định cùng các ngươi Thiên Sạch Cổ Điện là địch, ta chỉ là vì thủ hộ thần sắc đẹp. Động thủ đi, giết chết ta, ngươi liền có thể mang đi nàng. Diệp Thần nhìn thần sắc đẹp một mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thanh Tử. Lần này, hắn không tiếp tục híp mắt, mà là đường đường chính chính nhìn thẳng Thái Dương. Tinh không bỉ ngạn. Nhậm Phi Phàm cùng Siva kỳ thực cũng biết bây giờ không không lúc nào khoảng không phát sinh hết thảy. Kỳ thực quan tâm quá nhiều không không lúc nào khoảng không, là tiêu hao rất lớn. Nhưng tình trạng hôm nay, bọn hắn không thể không như thế. Diệp Thần đứng đối diện không là người khác, mà là Thái Sơ phái ra sứ giả. Đó là Tinh không bỉ ngạn cường giả. Không phải Mộ Dung U loại kia cấp bậc tồn tại. Hơi không cẩn thận, Diệp Thần sẽ xảy ra chuyện. Nhậm Phi Phàm ánh mắt mặc dù vẫn như cũ kiên định, nhưng lại có một tia lo nghĩ, hắn không mở miệng không được nói, tiền bối, Diệp Thần gặp nguy hiểm. Còn xin tiền bối ra tay. Mặc dù Nhậm Phi Phàm cũng nghĩ ra tay, vốn lấy hắn bây giờ trạng thái, thời gian ngắn muốn giúp Diệp Thần, căn bản không kịp. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Nhậm Phi Phàm không muốn đi vận dụng. Quá nhiều can thiệp Diệp Thần trưởng thành, kỳ thực đối với Diệp Thần tới nói, là bất lợi. Siva lắc đầu, đây là Thái Sơ sự tình, ta rất khó nhúng tay. Kỳ thực Diệp Thần không có sai, thủ hộ bên cạnh mình người, võ giả liền nên như thế. Sai liền sai tại, đứng tại Diệp Thần đối diện không là người khác, là Thái Sơ. Nhậm Phi Phàm biểu lộ càng ngưng trọng thêm, ta muốn gặp Thái Sơ. Tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp. Siva liếc mắt nhìn Nhậm Phi Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết gặp Thái Sơ ý vị như thế nào. Ngươi có thể còn không có tới gần Thái Sơ, ngươi liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Diệp Thần khiêu chiến Thái Sơ, không lý trí, nhưng ta tán thưởng hắn. Thế gian không người dám như thế. Nhưng ngươi như khiêu chiến Thái Sơ, cũng quá choáng váng, như luân hồi chi chủ vẫn lạc, ngươi còn có cơ hội hoàn thành chuyện còn lại. Nhậm Phi Phàm tỉnh táo lại, nhưng trong lòng của hắn cũng có xác định, nếu là vạn bất đắc dĩ, dù là hiến tế chính mình hết thảy, cũng phải giúp Diệp Thần. Siva tựa hồ xem thấu hết thảy. Thản nhiên nói, Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần không có yếu ớt như vậy, hắn còn có át chủ bài. Gia hỏa này muốn mang đi thần sắc đẹp, rất khó. Huống chi, một kiếp này, là Diệp Thần mệnh chung chú định, là chuyện tốt. Nếu như Diệp Thần bình an vượt qua, đó mới chân chính chứng minh chúng ta không có nhìn lầm hắn. Không không lúc nào khoảng không. Đối mặt cái kia chưa từng có áp lực, Diệp Thần cũng không có thỏa hiệp. Một chi kim ký, từ Diệp Thần thể nội bay ra. Tiêu tan dung ở trong hư không, tựa như xúc động cái gì pháp tắc, cả phiến thiên địa ầm ầm vang động đứng lên, vạn trọng thần quang từ trên bầu trời nở rộ, thậm chí lấn át Thiên Thanh Tử quang. Sáng sinh chi trụ đồ đằng, xuất hiện tại trên bầu trời, phía trên còn cắm Diệp Thần khi xưa đạo thiên kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thần vận dụng mây cháp bảy ký, sử dụng một chi kim ký, cái này kim ký tựa như chìa khóa, trực tiếp mở ra thiên đạo sức mạnh. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Vô tận thần quang từ sáng sinh chi trụ thượng hạ xuống tới, hội tụ đến Diệp Thần trên thân, Diệp Thần toàn thân gân cốt răng rắc vang dội, khí thế bão táp, đế quang nở rộ, hắn đế quang, cùng thiên đạo quang hòa tan, trở nên vô cùng hừng hực. Thiên Thanh Tử rất là chấn động, liền cảm thấy Diệp Thần thực lực, tại thiên đạo chúc phúc phía dưới, trực tiếp tăng lên gấp 10. Lại có thể mượn dùng thiên đạo sức mạnh, thực lực trực tiếp để thăng gấp 10. Thiên Thanh Tử kinh hô, nhưng chợt lại điềm nhiên nói. Nhưng kể cả như thế, ngươi cũng không phải địch thủ của ta. Thiên đạo chúc phúc, cuối cùng cũng chỉ là chúc phúc, Diệp Thần cũng không phải là thiên đạo bản thân. Tại thiên đạo chúc phúc phía dưới, Diệp Thần thực lực bão táp gấp 10, nhưng hắn quang, vẫn là không sánh được Thiên Thanh Tử hừng hực,
coi như thực lực đã tăng lên gấp 10, thực lực của hắn vẫn là không thể cùng Thiên Thanh Tử so sánh. Thiên đế cảnh cùng nhật nguyệt cảnh ở giữa, thực lực sai biệt thực sự quá quá lớn rồi, coi như mượn dùng thiên đạo chúc phúc, Diệp Thần cũng đuổi không kịp. Bất quá, ít nhất, bây giờ Diệp Thần, tại thiên đạo chúc phúc phía dưới, đã có nhìn thẳng Thái Dương năng lực. Hắn đế quang phóng ra đi, hòa tan Thiên Thanh Tử bộ phận tia sáng, để Kỳ Tường nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết, Phật Tổ, Võ Tổ bọn người, cũng có thể mở mắt, cũng có thể thấy rõ ràng Thiên Thanh Tử vô tận thần quang sau lưng thân ảnh. Đám người càng cảm thấy rung động, Thiên Thanh Tử quang thực sự quá hừng hực chói mắt, Diệp Thần thực lực đã bão táp gấp 10, lại còn không thể sánh bằng. Chư vị, mượn lực cho ta. Diệp Thần nhìn về phía luân hồi trận doanh đám người, nói. Thiên đạo chúc phúc còn chưa đủ, Diệp Thần cần càng nhiều trợ lực. Phật Tổ, Võ Tổ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng bọn người nghe vậy, thần sắc chấn động kinh ngạc, Diệp Thần đây là muốn cùng Thiên Sạch Cổ Điện sứ giả quyết chiến, đây là có thể xưng nghịch thiên cử động, một khi chiến bại, toàn bộ luân hồi trận doanh đều phải đi theo hủy diệt. Tất cả mọi người biết tình thế nghiêm trọng, nhưng đến trình độ này, sinh tử thắng bại, bọn hắn đều phải đuổi theo Diệp Thần. Lập tức, toàn bộ luân hồi trận doanh người, liền nhao nhao ngâm sướng, phóng xuất ra tự thân linh khí, còn có tín ngưỡng sức mạnh, ngàn vạn quang huy hội tụ tại Diệp Thần trên thân, Diệp Thần thực lực lại thêm một bước, đế quang càng thêm hừng hực. Tuy nói hắn quang, vẫn như cũ không sánh được Thiên Thanh Tử, nhưng ít ra rút ngắn một chút chênh lệch. Thiên Thanh Tử nhìn thấy Diệp Thần như thế chấp mê bất ngộ, thế mà hội tụ ngàn vạn quang huy, muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến, hắn ra mặt run rẩy, nói. Thực sự là không biết sống chết, luân hồi chi chủ, người thật muốn cùng ta quyết chiến. Thiên Thanh Tử toàn thân run rẩy, đến một bước này, hắn vẫn là không có chân chính ra tay, hắn hy vọng thế cục còn có thể vãn hồi. Người có thể còn không biết, ta Thiên Sạch Cổ Điện lợi hại, cửu thiên đã chết, trời mới đương lập, ngày xưa hùng bá tinh không bỉ ngạn cửu thiên môn phiệt, sớm đã vẫn diệt, ta Thiên Sạch Cổ Điện, chính là mới thiên. Hắn nói chuyện ở giữa, một mảnh mênh mông cung điện hùng vĩ, xuất hiện tại phía sau hắn. Đó là Thiên Sạch Cổ Điện hư ảnh, là tinh không bỉ ngạn thế lực cường đại. Tại Thiên Sạch Cổ Điện hư ảnh gia trì, Thiên Thanh Tử quang hoa mạnh hơn, Diệp Thần mới vừa cùng hắn rút ngắn chênh lệch, lần nữa kéo ra. Thiên Thanh Tử hạ xuống cuồn cuộn thần uy, hắn muốn bằng vào khí thế của mình, trực tiếp đem Diệp Thần đè sập. Nhưng, Diệp Thần thân eo thẳng tắp đứng thẳng lấy, Thiên Đế kiếm nắm chặt nơi tay, thể sống chết đối kháng. Mà lúc này đây, Diệp Thần lại cảm thấy luân hồi mộ địa truyền đến chấn động. Lại có 9 tòa mộ bia xuất hiện rung động. Cái này 9 tòa mộ bia rung động, hết sức kinh người, Diệp Thần nội tâm chấn động, tinh thần bắn ra đến luân hồi mộ địa, mơ hồ bắt được thiên cơ. Là cửu thiên môn phiệt lão tổ, muốn đã thức tỉnh sao? Cửu thiên đã chết, trời mới đương lập, đã từng hùng bá tinh không bị ngạn cửu thiên môn phiệt vẫn lạc, cái kia 9 vị lão tổ, linh hồn của bọn hắn, đều nghỉ lại tại luân hồi mộ địa bên trong. Nếu là có mới đại năng thức tỉnh, ta có lẽ có thể đối kháng Thiên Thanh Tử, bảo trụ thần sắc đẹp. Diệp Thần trong lòng thoáng qua đủ loại ý niệm, thế nhưng 9 tòa mộ bia, chỉ là rung động mấy lần, rất nhanh lại trở nên bình lặng, tựa hồ có cái gì sức mạnh đang áp chế. Diệp Thần có thể cảm thấy được, là thiên địa quy tắc sức mạnh. Cửu thiên môn phiệt 9 vị lão tổ, linh hồn của bọn hắn, đích xác đều ngủ say tại luân hồi mộ địa bên trong, nhưng cái này 9 vị lão tổ, toàn bộ là đã từng tinh không bỉ ngạn cường giả. Muốn tỉnh lại bọn hắn, Diệp Thần cần phi thăng tới bỉ ngạn thế giới. Nếu như tại không không lúc nào khoảng không, coi như 9 vị lão tổ muốn thức tỉnh, tại thiên địa quy tắc áp chế xuống, cũng là vô cùng chật vật sự tình. Luân hồi chi chủ, coi như ta van ngươi. Đem thần sắc đẹp tôn giả giao cho ta, nàng chịu lấy phong lên ngôi vì thánh mẫu, là thái sơ ý chí, người ngỗ nghịch thái sơ, không có kết quả tốt. Thái sơ thần dụ biểu thị công khai, một khi lên ngôi thất bại, thần sắc đẹp tôn giả chỉ có bị vực sâu thôn phệ hạ tràng. Ngươi cho rằng, nàng thuần mỹ quyền hành, vực sâu không ngấp nghé sao? Vực sâu nữ nhi, vị kia hắc phương mẫu, hận không thể đem nàng ăn. Thần sắc đẹp tôn giả không thêm miệt, chỉ có bị hắc phương mẫu ăn hết hạ tràng. Thiên Thanh Tử nhìn thẳng Diệp Thần, làm sao cùng đàm phán, tình cảm khẩn thiết, thậm chí mang theo điểm cầu khẩn ý vị, hắn đang cầu xin Diệp Thần buông tay, đem thần sắc đẹp giao cho hắn. Ta không biết cái gì là hắc phương mẫu. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, luân hồi mộ địa lại tại chấn động, bất quá lần này, không phải 9 ngày lão tổ đang dung chuyển, là thiên đấu sát thần thức tỉnh, cái sau trầm mặc, không nói nhảm cái gì, trực tiếp đem sức mạnh của bản thân, toàn bộ trút xuống đến Diệp Thần trên thân. Huyết Long cũng hiện thân đi ra, quấn quanh ở Diệp Thần cánh tay bên trên, tại Huyết Long cùng thiên đấu sát thần trợ lực phía dưới,
Diệp Thần trên người quang, càng thêm rực rỡ hừng hực, thậm chí ngôi sao nhỏ, Phật tổ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng bọn người, đều không thể tới gần hắn, nhao nhao tránh lui ra. Chấm, ta chỉ biết là, ta không thể mất đi thần sắc đẹp, không cần mất công lời nói, động thủ đi. Diệp Thần biểu đạt sau cùng thái độ, vẫn như cũ kiên quyết, vừa tối bên trong truyền âm ngôi sao nhỏ đạo. Ngôi sao nhỏ, chuẩn bị kỹ càng luân hồi sách, lần này ta chắc chắn sẽ chết, xem có thể hay không dùng luân hồi sách nghịch chuyển kết cục, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng chúng ta nhất thiết phải tận lực. Ngôi sao nhỏ run lên trong lòng, nói, là, ca ca. Trước đây, Diệp Thần đối chiến hư thối lão tổ thời điểm, kỳ thực liền phải chết, cuối cùng là dùng luân hồi sách nghịch chuyển kết cục. Trận chiến kia, Diệp Thần tiêu hao đại lượng tài nguyên, ngày xưa luân hồi tinh giới, sơn hà địa mạch năng lượng cũng cơ hồ tiêu hao hết. Bây giờ, luân hồi sách khí tức, đã khôi phục, có thể lần nữa sử dụng, nhưng Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử đối chiến, liên lụy quá nặng nề, một khi Diệp Thần chiến bại, hắn phải cải biến kết cục, không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, coi như dốc hết tất cả, cũng chưa chắc có thể thay đổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đều cũng không thể ngồi mà chờ chết, Diệp Thần âm thầm phát động nhân quả luật, đem chính mình thứ nắm giữ, ma ngục mệnh tinh, thần giáp mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh các loại, gió bia, trần bia, viêm bia các loại, đủ loại pháp bảo, luân hồi thiên quốc, hoàng đạo thiên quốc, luân hồi trận doanh sơn hà địa mạch năng lượng, đều dùng làm bất cứ tình huống nào tới hiến tế. Một khi hắn có nguy cơ tử vong, luân hồi kệ sách tức phát động, đem tất cả đồ vật hiến tế, xem như nhiên liệu, cầu một cái mong manh cơ hội, cầu một cái thay đổi kết cục cơ hội. Diệp Thần thể nội còn có thánh quang năng lượng, vực sâu năng lượng, còn có phỉ nhiêu kim đan, thiên bi các loại, còn có mây cháp bảy ký còn lại năm chi kim ký, còn có ẩn chứa sáng thế đạo quả thiên đế kiếm, còn có đủ loại trụ thần quyền hành, nhưng những thứ này cực hạn chi vật, Diệp Thần cũng hiến tế bất động. Hắn chỉ có thể hiến tế mình có thể hiến tế đồ vật, sớm sắp đặt, trước tiên bố trí xuống nhân quả luật, chỉ cần hắn có sinh mệnh nguy hiểm, lập tức liền muốn chết đi, lập tức hao hết bất cứ giá nào, khởi động luân hồi sách, thay đổi kết cục. Như thế khởi động luân hồi sách, Diệp Thần tất nhiên phải thừa nhận trước nay chưa có giá thật lớn, hắn trước đó thiết lập luân hồi căn cơ, rất có thể một buổi sụp đổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng nhất thiết phải quyết định, nếu như hắn chiến bại bỏ mình, ngày xưa thứ nắm giữ, cũng là muốn hóa thành bọt nước, hồi phi yên diệt, chẳng bằng sớm hiến tế, đọ sức một cái nghịch chuyển cơ hội. Thiên Thanh Tử toàn thân run rẩy, hắn cảm giác được Diệp Thần sắp đặt, mặc dù không xác định bố cục nội dung cụ thể, nhưng rất rõ ràng, Diệp Thần phải liều mạng, phải không tiếc bất cứ giá nào, đối kháng Thái Sơ ý chí, đối kháng Thiên Sạch Cổ Điện ý chí, muốn quyết nhất tử chiến. Ta rất thất vọng, luân hồi chi chủ, ta muốn cho ngươi cơ hội. Thiên Thanh Tử lộ ra đau đớn thất vọng vừa phẫn nộ biểu lộ, đạo, nhưng thôi, ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Kèm theo một tiếng cuồng nộ gào thét, Thiên Thanh Tử điểm ngón tay một cái, một đạo hừng hực lăng lệ tia sáng, từ trên đầu ngón tay hắn bạo sát mà ra, như nối liền trời đất mũi tên, mãnh liệt hướng Diệp Thần bắn giết mà đi. Đạo ánh sáng này mũi tên, không có chút nào xinh đẹp, chính là lực lượng thuần túy bá đạo, thuần túy vô địch. Quang mũi tên lướt qua, hư không ba lạp lạp bạo toái, ngạnh sinh sinh bị cày ra một đầu màu đen cống rãnh, cơ hồ là trong chớp mắt, quang mũi tên đã bắn giết đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần đã nghĩ thông liền mở ra trụ thần quyền hành đi đối kháng, nhưng hắn không thể, một khi mở ra trụ thần quyền chui, phần thiên đại kiếp lập tức liền muốn nổ tung, đến lúc đó, không cần Thiên Thanh Tử ra tay, Diệp Thần chính mình liền bị kiếp hỏa thiêu chết. Theo lý thuyết, đối mặt Thiên Thanh Tử, Diệp Thần không thể động dùng trụ thần quyền hành, thực lực lớn bị hạn chế, hơn nữa hắn còn muốn áp chế thể nội thánh quang, để phòng quang chi tử ý chí, thừa dịp loạn đoạt xá chính mình, song trọng hạn chế phía dưới, Diệp Thần tay chân lại càng không liền. Nhưng, Diệp Thần có thiên đạo chúc phúc, có luân hồi trận doanh tất cả mọi người chúc phúc, có huyết long cùng thiên đấu sát thần trợ lực, đối mặt Thiên Thanh Tử, vẫn như cũ có sức đánh một trận. Xuy, thiên đế kiếm vung ra, Diệp Thần một chiêu thiên đấu lớn đổ kiếm, trực tiếp chặt đứt Thiên Thanh Tử bắn tới quang mũi tên. Kiếm chém sạch mũi tên, bắn ra cực lớn khí chiều, ép Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Phật tổ, võ tổ bọn người, đều vội vàng bứt ra bay ngược, xa xa né tránh chiến đấu hiện trường. Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể tại chỗ bên ngoài vì Diệp Thần chúc phúc. Thiên Thanh Tử biến sắc, từ Diệp Thần trên thân, cảm nhận được một cỗ sát khí, một cỗ trước nay chưa có sát lục khí tức. Ầm ầm, vô tận sát phạt sát khí, từ Diệp Thần thể nội tuôn trào ra, tại sau lưng tạo thành một đạo giết hại pháp tướng, chính là Thiên Đấu Sát Thần bộ dáng. Thiên Đấu Sát Thần mượn lực cho Diệp Thần, trực tiếp mở ra sát lục mệnh cách.
Cái này sát lục mệnh cách vừa mở ra, Diệp Thần trên người hạn chế phảng phất không tồn tại, cả người sát khí bão táp, dài ra răng nanh, tựa như lột xác thành một đầu nghiệt vật. Đến đây đi, giết chết ta. Diệp Thần oanh một tiếng, cước bộ đạp mạnh mà, tại đạp nát núi sông trong nháy mắt, thân hình phóng lên trời, huy kiếm hướng Thiên Thanh Tử điên cuồng chém mà đi. Một kiếm thiên trảm. Chỉ là vừa thấy mặt, Diệp Thần thế mà bạo phát ra cường hãn nhất kinh khủng kiếm chiêu, là Shiva thiên trảm một kiếm, kinh thiên khí tức hủy diệt, cuốn lấy sát khí kinh thiên, lại hỗn hợp có Diệp Thần xé rách điên cuồng ý chí, cuối cùng diễn biến thành một đầu màu tím đen như nhuộm dần lấy vô tận vực sâu kịch độc kiếm mang. Thiên Thanh Tử hai mắt trừng lớn, cảm thấy rùng mình, rõ ràng không ngờ rằng, Diệp Thần thiên đế cảnh chi thân, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy kiếm chiêu. Xoẹt! Thiên Thanh Tử không tránh kịp, lập tức bị Diệp Thần một kiếm chém ngang lưng, máu tươi phun tung tóe. Thiên Trảm một kiếm bá đạo vô song hủy diệt kiếm ý, một chút nổ tung, liền đem Thiên Thanh Tử chém ngang lưng hai khúc thân thể, triệt để ép diệt thành đầy trời phiêu tán huyết vũ. Phía dưới Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, thiên nữ, Phật tổ bọn người, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà một kiếm thành công, một kiếm liền chém giết Thiên Thanh Tử. Thắng! Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng phá có chút kinh ngạc tự nói, nhưng ngước nhìn Diệp Thần gương mặt, nhưng lại không thấy được mảy may chiến thắng vui sướng. Diệp Thần cắn răng, hai con người huyết hồng, mặc dù một kiếm chảm bạo Thiên Thanh Tử, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy, chung quanh còn bao phủ khí thế cực kỳ khủng bố, Thiên Thanh Tử khí tức cũng không có tiêu thất. Giữa thiên địa, mỗi một sợi quang, tựa hồ cũng là Thiên Thanh Tử. Xuy! Một đạo lăng lệ tiếng xé gió, từ Diệp Thần sau lưng truyền đến, mang theo sắc bén sát khí. Diệp Thần sầm mặt lại, lần này tập sát, thế tới thật nhanh, hơn nữa phong tỏa hắn khí thế, hắn không thể nào né tránh. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần gặp nguy không loạn, trực tiếp mở ra vũ trụ đạo mệnh cách, thời không sức mạnh bộc phát, một chút bóp méo không gian, thân hình chết đi mở ra, né tránh lần này phải chết tập sát. Một thanh kiếm từ Diệp Thần bên cạnh thân đâm tới, cầm kiếm tay lạnh lùng hữu lực, bao phủ một tầng nhật nguyệt quang huy. Diệp Thần thấy rõ ràng, kẻ đánh lén chính là Thiên Thanh Tử. Vừa mới bị Diệp Thần chảm nổ Thiên Thanh Tử, bây giờ thế mà hoàn hảo không hao tổn hồi phục. Phía dưới Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết, Phật Tổ bọn người thấy thế, đều là hãi dị. Làm sao có thể? Cái này, nhật nguyệt trọng quang, khôi phục thân hình, đây chính là nhật nguyệt cảnh cường giả thủ đoạn sao? Lần này xong, chỉ cần ánh sáng của bầu trời bất diệt, cái này Thiên Thanh Tử liền giết không chết a. Vừa mới đám người rõ ràng nhìn thấy, Thiên Thanh Tử bị chảm bạo sau, ánh sáng xung quanh mang hội tụ, Thiên Thanh Tử lại tái tạo xuất thân hình, trực tiếp từ phía sau đánh lén Diệp Thần. Đây là nhật nguyệt cảnh cường giả thủ đoạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 605.